Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh. Tập 15. Chương 141, Trảm Bồ Ma Thụ 1. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, dưới một kích, vô số sinh linh đều nằm nhoài trên mặt đất. Đế giới chặn một kích của đế đao, nhưng mà keng một tiếng, đế giới cũng xuất hiện vết nứt, chỉ còn lại có đế uẩn rất yếu ớt che chở Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử. Xùy, xùy, trong nháy mắt này, quan lão mất đi đế uẩn che chở cùng với cường giả khác nhất thời bị ma căn công kích. Y, Thanh Huyền Thiên Tử đã không rảnh để ý đến hắn, thật vất vả mới giết ra một mảnh bầu trời, lại do dự liền chết ở nơi này. Hét lớn một tiếng, hắn nắm giữ chiếc nhẫn, mang theo Thánh Thiên Đạo Tử xông ra khỏi Thiên La Địa Võng, trong nháy mắt giết ra ngoài. Lúc này, Thanh Huyền Thiên Tử căn bản cũng không dám dừng lại, hắn mang theo Thánh Thiên Đạo Tử trong nháy mắt ngang trời mà đi, hướng cửa ra vào đào tẩu. Thời điểm chạy trốn tới cửa đá, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, lập tức chạy ra cửa đá, chạy ra khỏi Ma Bồi Lĩnh. Thanh Huyền Thiên Tử quả quyết quyết tuyệt, thật là có phong độ của bá giả, chỉ cần hắn dám lại do dự một chút, coi như không chết ở dưới ma căn, cũng sẽ chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Lần này, Thanh Huyền Thiên Tử chỉ mang theo một chiếc đế giới, lúc này, đế giới của hắn chỉ có đế uẩn rất yếu ớt. Hắn không nguyện ý đem một sợi đế uẩn bảo mệnh cuối cùng đánh cược ở trên chiến đấu, cho nên, hắn lập tức đào tẩu. Mà quan lão mất đi đế uẩn bảo hộ thì không có may mắn như vậy, lập tức lâm vào ma căn vây công. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng, nguyên một đám cường giả ngã xuống, cái này bao gồm cả chân nhân theo Thanh Huyền Thiên Tử mà đến. Lúc này, tại phía dưới ma căn san giết, tu sĩ cường giả còn sống là càng ngày càng ít. Hở! Sống chết trước mắt, quan lão làm cổ thánh cũng không giữ được bình tĩnh, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn lập tức giải khai phong ấn của mình. Nháy mắt, huyết khí cổ thánh phóng lên tận trời, uy lực của cổ thánh bao phủ đại địa vạn dặm. Quan lão chính là một vị cổ thánh vô cùng cường đại. Vừa mở ra phong ấn trên người, nhất thời, cả người hắn giống như là hồng thủy mãnh thú, tung hoành bẽ nghễ, một hơi chặt đứt ma căn quanh thân, muốn bỏ chạy. Đùng. Nhưng mà, lúc quan lão còn chưa thoát ra khỏi lỗ hổng Thiên La Địa Võng, đột nhiên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tia chớp đánh xuống, kèm theo tiếng sấm cuồn cuộn. Ầm một tiếng vang lên, tia chớp đánh trúng vào quan lão của cổ thánh. Thân thể hắn cứng ngắc tại chỗ. Tiếp theo máu tươi cuồng phún, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, một mạng hô ô. Ta đã nói, cẩn thận đế phạt. Lý Thất Dạ nhìn xem một màn này, thản nhiên nói, ngươi thật cho rằng Minh Nhân Tiên Đế cảnh cáo là một câu nói suông. Nếu là tiên đế trấn áp đều là một câu nói suông, vậy liền không có đế uy vô địch. Ma Bối Lĩnh, dưới cổ thánh mới có thể đi vào, đây không phải chỉ là một câu cảnh cáo. Chọc là có người trấn áp đạo hạnh đi vào. Sau khi đi vào, một khi bạo phát ra thực lực chân chính của mình, người nặng sẽ bị hạ xuống đế phạt. A, à, cuối cùng ngay cả tu sĩ cuối cùng cũng chết trong tay ma căn. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử còn sống chạy đi ra, tất cả người muốn cướp đoạt bảo tàng đều chết thảm ở chỗ này. Ai, chính là không tin lời ta. Ta đã nói, người cản đạo của ta, giết không tha. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Về phần Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phấn, cái kia đều đã chết lặng, bọn hắn đã sớm gặp qua Lý Thất Dạ tà môn, mà Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc không khỏi dùng mình. Từ đầu tới đuôi, Lý Thất Dạ trên cơ bản không có ra tay gì, nhưng mà, ở trong thời gian ngắn, lại bị tàn sát mấy vạn tu sĩ, càng đáng sợ hơn là, trong đó bao gồm Vương Hầu Chân Nhân, thậm chí là Cổ Thánh. Bồ Ma Thụ cọc gỗ đang ngó chừng chúng ta. Lúc này Lý Xương Nhan thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Lúc này, Bồ Ma Thụ không biết lớn hơn bao nhiêu, ít nhất lớn hơn gấp đôi so với vừa rồi, cọc gỗ càng thô càng lớn hơn nữa sinh ra càng nhiều rễ cây già càng thêm thô to. Lúc này đôi mắt đen kịt trên Bồ Ma Thụ nhìn chằm chằm bọn Lý Thất Dạ, vô số sợi rễ như là ma quỷ độc xúc bay đầy trời. Đồng thời, nó từ gai xương hút ma khí khiến nó quanh quẩn toàn thân, dường như ma khí này khiến nó càng cường đại hơn. Lúc này rễ cây Bồ Ma Thụ nhìn làm cho người ta sờn cả tóc gáy,
vô số rễ cây thô to cuồng vũ trên không trung, toàn thân ma khí lượn lờ. Thoạt nhìn như là ác ma đến từ địa ngục, bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng lúc này của nó cũng không khỏi vì đó mà dùng mình một cái. Ở thời điểm này, một đôi mắt của bồ ma thụ nhìn chằm chằm vào bọn người Lý Thất Dạ, giống như là độc xà trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bọn hắn, để cho người ta dùng mình. Nếu bây giờ quy thuận ta, hoặc là ngươi còn có một con đường sống có thể đi, bằng không, ngươi chính là phi hôi yên diệt. Bồ ma thụ nhìn chằm chằm mọi người, làm cho người ta dùng mình, chỉ có Lý Thất Dạ là thong dong không vội, nhàn định tự tại, đối với bồ ma thụ vừa cười vừa nói. Lúc này đừng nói là Trần Bảo Kiều, coi như là bọn Ngưu Phấn, cũng không khỏi sợ hãi, phải biết, bồ ma thụ trước mắt ngay cả cổ thánh đều có thể giết, chớ nói chi là bọn họ. Xùy, 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 bồ ma thụ trả lời Lý Thất Dạ rất đơn giản, trong nháy mắt, vô số sợi rễ như nộ tiễn đâm thẳng đến. Kinh lực vô cùng kinh người, xé rách hư không, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn gấp đôi có thừa. Nó hút rất nhiều tinh huyết, lại hút ma huyết, nó càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy bồ ma thụ lại ra tay một lần nữa, Ngưu Phấn cũng không khỏi giật mình nói, khặc khặc, thiền. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên như xích sắt khóa ngục, bồ ma thụ sở hữu rễ cây bao gồm cọc gỗ đều thoáng cái bị từng đạo thô to pháp tắc khóa lại, từng đạo pháp tắc vậy mà như thần liên giống nhau, một khi bị khóa lại, căn bản là không có khả năng tránh thoát. Tất cả sợi rễ tập kích bọn người Lý Thất Dạ trong nháy mắt này bị khóa lại, điều này làm cho bồ ma thụ kinh hãi. Ở thời điểm này, nó cảm nhận được uy hiếp đáng sợ nhất, sâu trong linh hồn nổi lên sợ hãi bản năng nhất. Khặc khặc, thiền. Từng đợt thanh âm kéo thiết liên vang lên, trong nháy mắt này, đạo đài nghiêng lên, toàn bộ đạo đài phun ra vô tận phù quang. Từng cái phù văn nháy mắt phun ra, đan vào thành trương tự, hóa thành một cái lỗ đen vô cùng to lớn. Lúc này, lỗ đen tựa như có thể cắn nuốt thập phương. Tất cả pháp tắc thần liên trên thân cọc bồ ma thụ vào lúc này đan vào phù văn lỗ đen, giống như từng sợi tơ thêu trên vải. Lúc này, phù văn tự lôi kéo từng đạo pháp tắc thần liên, lôi kéo tất cả rễ cây bồ ma thụ đi về phía lỗ đen đạo đài, một khi bị kéo vào lỗ đen, lập tức sẽ bị cắn nuốt nát bấy. Đây là cái gì? Chứng kiến bồ ma thụ cọc bao gồm tất cả rễ cây thoáng cái bị khóa lại, Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó động dung nói. Ma huyết đã được tế luyện qua, đây cũng không phải là ma huyết, mà là pháp tắc. Ngưu Phấn nhìn ra manh mối trong đó, không khỏi động dung nói, toàn bộ đạo đài chính là dụ bộ khí. Lý Thất Dạ thì là nhìn bồ ma thụ bị khóa lại hướng lỗ đen kéo đi, thản nhiên vừa cười vừa nói, ngươi thật sự cho rằng nơi này sẽ lưu lại tổ huyết cho ngươi bồi bổ thân thể sao? Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ thông minh. Oanh! Lúc này, bồ ma thụ toàn bộ rễ cây điên cuồng vũ động, điên cuồng mà quật, muốn tránh thoát pháp tắc khốn khóa, nhưng là, mặc cho nó điên cuồng vũ động như thế nào, đều không thể tránh thoát pháp tắc khốn khóa. Năm đó đây chính là vật dụ bắt mà huyết tỷ tiên đế lưu lại, về sau trải qua minh nhân tiên đế tăng cường, một khi bị khóa lại, bồ ma thụ chỉ có một con đường chết. Năm đó sau khi giết bồ ma thụ, Lý Thất Dạ làm âm nha biết rõ, chỉ cần dưới mặt đất còn có một sợi rễ cây, cơ hội bồ ma thụ phục sinh, cho nên lúc ấy hắn cùng huyết tỷ tiên đế lưu lại ma huyết lấy được sau khi chém giết bồ ma thụ. Bọn họ khóa ma huyết vào trong đạo đài, như vậy, đạo đài này đối với bất kỳ sợi rễ nào còn sống ở chỗ sâu dưới lòng đất đều là thứ hấp dẫn nhất. Làm ma huyết tổ huyết là thứ bọn chúng khát vọng nhất. Cho nên, trăm ngàn vạn năm tới nay, chỉ cần có sợi rễ sống dưới đất, đều không ngăn được khát vọng đối với ma huyết. Nhịn không được tới gần ma huyết, muốn hút ma huyết để lớn mạnh chính mình, một khi tới gần ma huyết, sẽ bị đạo đài thôn phệ giết chết. Trên thực tế trăm ngàn vạn năm nay, đạo đài này đã giết không ít rễ cây còn sống, nhưng cuối cùng vẫn có một rễ cây không biết làm sao tránh thoát khát vọng đối với ma huyết. Lại có thể một mực sinh trưởng, cuối cùng là sinh trưởng thành cọc gỗ, thành khí hậu, hơn nữa, còn một mực tránh thoát. Dụ sát của dẫn bộ đạo đài, lần này Lý Thất Dạ thả ra tất cả ma huyết, rốt cuộc bồ ma thụ không chịu nổi ma huyết hấp thu ma huyết, một khi ăn ma huyết tương đương với ăn mồi câu cá. Phốc! Lúc này, có một sợi rễ thô to bị kéo vào trong hố đen đạo đài, một khi bị kéo xuống hố đen đạo đài, lập tức bị hố đen đạo đài nát bấy thôn phệ, lập tức tan thành cho bụi. Chi, chi, chi! Bồ ma thụ điên cuồng kêu lên, liều mạng múa may, vẫn không tránh thoát được pháp tắc xiềng xích. Oanh, oanh!
Lúc này, rễ cây bồ ma thụ điên cuồng đâm vào dưới mặt đất, muốn cắm rễ trên đại địa để ngăn chặn lỗ đen đạo đài kéo lực kéo đối với nó. Nhưng y nguyên không làm nên chuyện gì, cho dù cả khối mặt đất bị lật tung, toàn bộ mặt đất bị vỡ nát, cũng vẫn không chống đỡ nổi lỗ đen đạo đài kéo lực của nó. Điều này không có ích gì, hai vị tiên đế gia trì, trừ phi ngươi có thể cường đại đến như năm đó, nếu không, vậy hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ nhìn bồ ma thụ cọc sắp chết đâm tới, vừa cười vừa nói. Xùy. Bồ ma thụ rễ quỷ kia của nó đột nhiên phát lạnh, từng sợi rễ thoáng cái từ bỏ chống cự, hóa thành vô số nộ tiễn dùng cực tốc bắn giết về phía Lý Thất Dạ. Lúc này, bồ ma thụ cho rằng là Lý Thất Dạ chủ đạo lấy toàn bộ đạo đài, muốn chảm Lý Thất Dạ mà thoát khốn. Phốc, phốc, phốc. Nhưng mà, từng sợi rễ còn không có bắn giết Lý Thất Dạ, mà hố đen đạo đài tựa như cái miệng lớn mở ra, lập tức đem tất cả rễ cây bắn tới cắn nuốt hết. Muốn giết ta? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi còn non lắm, cùng ta giở chút thủ đoạn, ngươi còn không phải là đối thủ. Chương 142, Chảm bồ ma thụ, 2. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bồ ma thụ gốc cây vừa thấy bị cắn nuốt nhiều như vậy sợi rễ, lúc này nó cũng chậm, từng cái dốc sức liều mạng chìm xuống. Rễ cây thoáng cái xé rách đại địa, thoáng cái đâm vào đại địa chỗ sâu nhất, theo nó điên cuồng mà cắm rễ tại dưới mặt đất, đại địa bị xé nứt. Phốc. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng vô cùng dồi dào phóng lên tận trời, cỗ lực lượng này như là ma trụ từ dưới mặt đất phá đất chui lên, kình cao tận mây xanh. Oanh. Chiếm được cỗ lực lượng này tương trợ, bồ ma thụ bị kéo đi lập tức ổn định thân thể, nó kéo ngược đạo đài bị nó kéo ngược lại, cũng không khỏi vì đó lắc lư một cái. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, trời rung đất chuyển, bồ ma thụ điên cuồng mà co rút lại sợi rễ của mình, muốn đem đạo đài kéo tới. Đây là cái gì? Nhìn thấy bồ ma thụ đột nhiên nghịch chuyển thế cục, Lý Dương Nhan, Trần Bảo Kiều bọn họ cũng không khỏi vì đó hoảng sợ. Vì đó biến sắc, một khi bị bồ ma thụ tránh thoát đạo đài bắt, chỉ sợ bọn họ chính là một con đường chết. Thứ vạn cổ khó gặp như bồ ma thụ sinh trưởng ở đây không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ vẫn ung dung, tự tại, nhàn nhã cười nói, dưới đất phía đông có một ma mạch mông lung có một ma tuyền. Nước ma tuyền đối với bồ ma thụ cực kỳ quý giá, nếu có thể dùng nó tôi thể dưỡng nguyên, một ngày nào đó có thể khiến nó sánh vai chư thần. Ông... Ngay trong nháy mắt này, hố đen trên đạo đài mở rộng gấp đôi, theo tiếng xích nhai tí, xi, lam vang lên. Pháp tắc thần liên khóa trên người bồ ma thụ lập tức co lại vài lần, thít chặt bồ ma thụ hơn, lực lượng lớn hơn, kéo bồ ma thụ đi về phía hố đen. Oanh! Đại địa bị lật tung, tràng cảnh này giống như là một đầu thiên ngưu cày ra đại địa, lật ra vô số bùn đất, trong lúc nhất thời, từng khối đại địa bị lật tung lên không trung. Lúc này, cho dù bồ ma thụ cắm rễ vào ma mạch cũng vô dụng, vẫn không ngăn được nó kéo dài trên đạo đài. Lúc này, từng sợi rễ bị kéo vào hắc động, bị cắn nuốt nát bấy. Cách, cách, cách. Nhưng mà, vào lúc này, chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh, chỉ thấy bồ ma thụ từ gai xương nơi đó hút tới tất cả ma khí phóng lên trời. Nhằm phía vô số xương trắng bên kia khu không người, toàn bộ ma khí đều xông vào trong biển xương. Cùng lúc đó, tất cả xương cốt trong cốt hải nối lại, xương cốt nhân tộc hay thiên ma, xương cốt thạch nhân đều chắp vá thành một cây đại thụ. Một gốc đại thụ vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, đại thụ giống như cự nhân, thân thể to lớn quật về phía đạo đài. Ầm, cốt hải đại thụ quất vào trên đạo đài, toàn bộ đạo đài đều lay động, nhưng mà lỗ đen lại càng cường đại, trương càng lớn, kéo bồ ma thụ hướng hố đen mà đến. Oanh, oanh. Lúc này, hai cốt đại thụ điên cuồng mà co rúm đạo đài, muốn đem đạo đài đập vỡ. Mẹ của ta, thứ quỷ này thành tinh. Bọn Ngưu Phấn ở trong đạo đài che chở cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trần Bảo Kiều, Lý Dương Nhan đều chưa từng gặp qua một màn quỷ quyệt điên cuồng như thế, sắc mặt cũng vì đó đại biến. Oanh! Nhưng mà, bồ ma thụ đáng sợ xa xa không chỉ như thế, lúc này... Chỉ thấy kia không người từng cái gai xương đâm vào vòm trời vậy mà từ trong bùn đất vọt ra. Từng cái gai xương dài vạn trượng, thô to dọa người, từng cái gai xương này dĩ nhiên là lập tức ghép thành một cái cự bàn. Cự bàn này thoạt nhìn như là mọc đầy ngũ giác tinh, lúc này, cốt thứ cự bàn ma diệt thiên địa,
hướng đạo đài chém giết mà đến. Oanh! Đạo đài nhận phải cự bàn gai xương đáng sợ như thế chém một cái, lập tức lay động không ngừng, lỗ đen nhận lấy trùng kích, ảm đạm một chút. Oanh! Lúc này, xương gai cự bàn, hai cốt đại thụ điên cuồng nện chùy, chém chết đạo đài, muốn đem đạo đài bổ nát, bị xương gai cự bàn cùng cốt hài đại thụ công kích. Đạo đài hắc ám là ảm một cái, điều này làm cho bồ ma thụ thở hổn hển. Trong lúc nhất thời, xương gai cự bàn, hai cốt đại thụ càng thêm điên cuồng công kích đạo đài. Chỉ sợ đạo đài không chịu nổi, chúng ta mau chạy đi, nếu bị quỷ vật này thoát vây, ngày tàn của chúng ta đã đến. Sắc mặt Ngưu Phấn cũng không khỏi trắng bệch, nói với Lý Thất Dạ, một bữa ăn sáng mà thôi. Lý Thất Dạ vẫn ung dung không vội, nhìn bồ ma thụ ma khí trùng thiên vừa cười vừa nói, vốn ta còn không có ý định đuổi tận giết tuyệt, ngươi đã không biết sống chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ hai tay kết ấn, hai chân nặng nề đạp mạnh, thét dài một tiếng, huyết khí xông vào vòm trời, miệng phun chân ngôn, lấy ý chí của ta, mở huyết tỷ đế môn, hàng đầu ma trận. Oanh! Oanh! Vào lúc này, chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, toàn bộ trời đất của ma bối lĩnh đều bị huyết quang chiếu sáng, ở trên vòm trời. Mở ra một cái cửa vô cùng to lớn, cánh cửa mở ra, phun trào ra vô tận đế uy, trong nháy mắt này, từng sợi kinh vĩ đan vào cùng một chỗ. Ở trên vòm trời, tinh tú hiện lên, nhật nguyệt luân chuyển, bầu trời chìm nổi, một cái trận thức vô cùng to lớn bị lạc ấn tại vòm trời. Vèo, vèo. Trong lúc nhất thời, từng đạo huyết mâu từ trên trời giáng xuống, lúc này, giống như là một vị huyết thần cầm mâu mà hàng, xuất thủ đồ ma, chém giết hết thảy. Ầm, phanh, phanh, huyết mâu đánh xuống, nát bấy từng cái gai xương, đánh xuyên qua từng bộ hài cốt, tại huyết mâu phía dưới. Mặc cho ngươi là xương gai cự bàn, vẫn là cốt hài đại thụ, đều giống nhau bị đâm xuyên, ngăn không được huyết mâu uy lực. Đừng nói bồ ma thụ, cho dù là tất cả thiên thú thọ tinh của ma bối lĩnh, cảm nhận được uy lực sát lục huyết mâu sau khi đế môn mở ra, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Lúc này, bất luận là thiên thú trăm vạn năm hay là thọ tinh trăm vạn năm, đều trốn ở xào huyệt của mình không dám đi ra. Mẹ của ta ơi, trên trời có dấu ấn sát lục chi trận. Cho dù là cường giả Ngưu Phấn, nhìn thấy đế môn mở ra, đại trận hiện lên, huyết mâu đánh xuống, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Nghẹn ngào kêu to một tiếng nói, cái này, đây quả thực chính là đại trận cấp bậc tiên đế nha, cái này, cái này, cái này, cái này ai gặp phải người đó chết. Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc càng không cần phải nói, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn một màn trước mắt này, huyết mâu như thế đánh xuống, quả thực chính là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Một hồi lâu, Trần Bảo Kiều lấy lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ, cũng không khỏi thất sắc nói, ngươi, ngươi đã sớm có thủ đoạn như vậy đúng không? Vưu vật khuynh quốc khuynh thành, lúc này là hoa dung thất sắc, vẫn là để cho người ta chiều mến, để cho lòng người động. Lúc này, Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc cũng không khỏi dùng mình một cái, lúc này, bọn hắn đều minh bạch một sự kiện, trên thực tế. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ liền có thủ đoạn chiến thắng, nói không chừng ngay từ đầu Lý Thất Dạ liền có ý nghĩ đồ diệt tất cả môn phái tiến vào ma bối lĩnh, tất cả tu sĩ. Lúc này, Trần Bảo Kiều, Lão Bộc mới hiểu, được, Thanh Huyền Cổ Quốc cũng tốt, Thánh Thiên Giáo cũng thế, đó đều là vật trong túi của hắn, khó trách hắn căn bản là không sợ đám người Thanh Huyền Thiên Tử, thậm chí là tuyên bố đối địch với thiên hạ. Hết thảy căn bản là ở trong tính toán của hắn, nhưng mà, Thánh Thiên Đạo Tử bọn họ lại còn cho rằng mình có chỗ, muốn cưỡng ép cướp đoạt cái gọi là chư thần bảo tàng. Đến cuối cùng, chết đến nơi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, đặc biệt là Lão Bộc đã gặp qua rất nhiều sóng gió, lòng bàn tay cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn bọn họ không có đối địch với Lý Thất Dạ, nếu không, coi như hắn cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với lời nói của Trần Bảo Kiều, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn nàng một cái, nhàn nhã nói, ma bối lĩnh là tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái, làm thủ tịch đại đệ tử, biết rõ thủ đoạn như vậy, có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, đại trận này không có quan hệ gì với Minh Nhân Tiên Đế, đây là huyết tỷ tiên đế bày ra, năm đó bọn họ đi tới nơi này, vốn là muốn phục sát bồ ma thụ, vào lúc đó, bọn họ dự định một lần hành động đồ diệt bồ ma thụ, đem một cái tuyệt thế đại trận lạc ấn ở trên vòm trời, tại lúc đó, bọn họ có thể nói là bày ra thiên la địa võng. Đáng tiếc,
bọn họ còn chưa ra tay, Lục Đạo Liên lại ra tay với Bồ Ma Thụ, khiến cho Thiên La Địa Võng mà bọn họ bố trí vẫn không dùng tới. Năm đó đại trận phục sát Bồ Ma Thụ vốn là Lý Thất Dạ chủ trì, bởi vì một mực không dùng tới. Lý Thất Dạ vẫn để nó lưu lại, lấy làm chuẩn bị ở sau, hy vọng có một ngày có thể dùng tới. Hôm nay, Lý Thất Dạ tay kết trận ấn, miệng phun chân ngôn, dễ dàng câu thông đại trận, mở ra đế môn, hạ xuống huyết mâu, đồ sát cường địch. Thì, vừa lúc đó, Bồ Ma Thụ hét thảm một tiếng, nó bị một thanh huyết mâu đâm xuyên thân thể, về phần sợi rễ của nó, phần lớn là bị huyết mâu chém giết. 3. Vừa lúc đó, cả đoạn cọc gỗ của Bồ Ma Thụ vỡ ra, ở giữa điện quang thạch hỏa này. Ở trong cọc gỗ vậy mà bay ra một cây rễ già lớn chừng ngón cái rễ già này từ trong cọc gỗ trốn ra, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Đó là cái gì? Thấy một cây lão chi đào tẩu, Lý Dương Nhan không khỏi vì đó động dung nói. Thủy căn. Lý Thất Dạ cười nhìn gốc rễ dùng tốc độ cực nhanh, nói, cả cây Bồ Ma Thụ chưa thành hình chính là một gốc rễ nhỏ này mọc ra đấy. Không truy sát nó, Ngưu Phấn cũng không khỏi vì đó lo lắng, thủy căn này có thể sinh trưởng thành Bồ Ma Thụ, một khi nó đào tẩu, hậu quả có thể nghĩ. Đây quả thực là một đại tai nạn, nó không hiểu thế giới này, cũng không hiểu thiên địa này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, thủy căn lớn chừng ngón cái thoáng cái bay ra khỏi đông bộ, muốn trốn đi thật xa. Ngay khi thủy căn vừa bay ra khỏi đông bộ, cây quế ở phía nam, xa xôi vù một tiếng, đột nhiên có một nhánh cây xanh nhạt ngang trời mà tới, cành non giống như thần kiếm, lập tức đâm rách vòm trời, lập tức chặt đứt luân hồi, thoáng cái đổ diệt lục đạo. Một cành non mà thôi, nhưng là, lúc này thần linh đều vì đó run rẩy, cành non đánh tới, lại như thần kiếm. Xì, cành non chém xuống, thủy căn thoáng cái bị chém nát bấy, hóa thành vô số bột mịn. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 143, Dược Thần Đại Điển, 1. Ta đã nói nó không hiểu thế giới này, không hiểu thiên địa này, còn không có trưởng thành Bồ Ma Thụ, cũng muốn chạy ra khỏi nơi này. Nhìn một màn này, Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Trần Bảo Kiều và Lão Bộc cũng không biết cành non này từ đâu mà đến, nhưng nhìn thấy cành non trảm thiên, bọn họ đều không khỏi sợ hãi. Cành non xanh mướt này, so với thần kiếm còn đáng sợ hơn, một cành non chém xuống, chân nhân cũng tốt, cổ thánh cũng thế, chỉ có một con đường chết. Lý Dương Nhan cùng Ngưu Phấn thì là biết cành non này là từ đâu mà đến, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khó trách Lý Thất Dạ sẽ nói Quế Liên Thụ có thể sánh vai thần linh, đây thật sự là quá đáng sợ, một cành non đều đáng sợ như thế. Chớ đừng nói chi là cả cây quế liên thụ. Cây quế, năm đó chính là lấy Lục Đạo Liên bác tiếp mà sinh. Năm đó Lục Đạo Liên cùng Bồ Ma Thụ đánh một trận, đã mất đi thủy căn, có thể nói là hấp hối. Về sau Lý Thất Dạ cùng Huyết Tỳ Tiên Đế đem Lục Đạo Liên mất đi thủy căn bác tiếp ở trên cây Nguyệt Quế, lấy vô thượng thủ đoạn câu thông thiên địa cho nó. Lúc này mới để cho Lục Đạo Liên sống sót, nhưng mà, từ nay về sau, nó liền không còn là Lục Đạo Liên nữa. Lục Đạo Liên và Bồ Ma Thụ là kẻ thù sinh tử, một khi có rễ Bồ Ma Thụ chạy ra khỏi lĩnh vực của nó, sẽ bị Quế Liên Thụ chém giết. Oanh! Lúc này, xương gai cự bàn, hài cốt đại thụ toàn bộ sụp đổ, tại huyết mâu đánh giết phía dưới, thoáng cái vỡ vụn tan tành. Chi! Cuối cùng, tất cả ma căn đều bị kéo vào trong hố đen, toàn bộ bị cắn nuốt nát bấy, trong nháy mắt cái cọc bị cắn nuốt nát bấy, cũng không khỏi kêu thảm một tiếng. Trong lúc đám người Trần Bảo Kiều ngẩn người, đạo đài thu hồi lỗ đen, nuốt vào ma huyết, mà đế môn trên bầu trời cũng đóng cửa. Đại trận cũng biến mất, trong lúc nhất thời, bầu trời một mảnh sáng sủa, giống như vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Tiếp theo, đạo đài lại chìm xuống dưới đất một lần nữa, nếu như dưới đất vẫn còn ma căn thì nó sẽ tiếp tục chờ đợi ma căn tiếp theo xuất hiện trong năm tháng vô cùng dài đằng đẵng. Lý Thất Dạ nhảy xuống đất, cưỡi trên lưng Ngưu Phấn, vỗ vỗ Mai Ngưu Phấn, thản nhiên vừa cười vừa nói, rốt cục kết thúc công việc, chuyến này thuận lợi vô cùng, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Lý Dương Nhan đã quen với tà môn của Lý Thất Dạ, cho dù Lý Thất Dạ làm ra chuyện kinh thiên động địa, nàng cũng sẽ không giật mình. Về phần Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc trầm mặc thật lâu, phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn đến bây giờ đều cảm thấy như một giấc mộng. Mấy vạn cường giả,
bao gồm vương hầu, chân nhân thậm chí là cổ thánh, toàn bộ bị một lần tiêu diệt, hạng người nghịch thiên của Thanh Huyền cổ quốc, Thánh Thiên giáo đều khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là Bồ Ma Thụ làm cho người ta nói chuyện biến sắc, không ai có thể địch lại, đó cũng là vật trong túi của hắn, trong tính toán của hắn. Cho dù cường đại như Bồ Ma Thụ, ở trong tay hắn cũng trở nên không đủ thành đạo, bóp chết nó, đó là dễ dàng. Lúc này, nhìn tiểu nam nhân 15-16 tuổi trước mắt này, đừng nói là Trần Bảo Kiều, cho dù là Lão Bộc từng thấy vô số sóng gió cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Về sau cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không muốn đối địch với tiểu tử này, thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt này thật sự là quá tà môn, tà đến rối tinh rối mù. Về phần Trần Bảo Kiều, vì đó trầm mặc thật lâu, vào lúc này, nàng đã minh bạch vì cái gì Lý Sương Nhan sẽ đi theo tiểu nam nhân 15-16 tuổi trước mắt này. Lý Sương Nhan thế nhưng là một trong những thiên tài có tiền đồ nhất đại trung vực, nàng không chỉ có được tư chất khó sánh vai người khác, càng là mỹ nhân mỹ mạo tuyệt thế, khuynh thành. Có thể nói, Lý Sương Nhan người theo đuổi vô số, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt thượng cửu thánh yêu môn cầu hôn. Nhưng mà, nàng lại lựa chọn đi theo một thiếu niên phàm thể phàm mệnh, Thành Kiếm Thị bên cạnh hắn. Nếu là người khác biết rõ, nhất định sẽ cho rằng Lý Sương Nhan là điên rồi. Trên thực tế, ngay từ đầu Trần Bảo Kiều cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là sự tình khó mà để ý tới. Lý Sương Nhan chính là cao cao tại thượng, vạn sủng tập hợp một thân thiên chi kiều nữ, làm sao nguyện ý làm một vị phàm thể phàm mệnh kiếm thị bình thường đâu. Hiện tại, Trần Bảo Kiều cuối cùng là minh bạch, thiên tài cũng tốt, thiên chi kiều nữ cũng được, chính như tiểu nam nhân trước mắt nói, không đủ vi đạo. Tốt, đại sự kỷ, mở cống nhặt bảo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ mang theo bọn người Lý Sương Nhan về tới dưới Quế Liên Thụ, Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc mới gặp Quế Liên Thụ. Cũng không khỏi vì đó động dung, minh bạch là vật gì chém gốc rễ của Bồ Ma Thụ. Tốt, hiện tại các ngươi tự do. Lý Thất Dạ tuyên bố với các đệ tử nói, từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do đào bảo ngắt lấy linh dược, nhưng mà không nên đi chọc thiên thú thọ tinh. Chỉ cần các ngươi không chọc nó cũng sẽ không công kích các ngươi. Nhớ kỹ, không nên quá tham lam, nơi này là tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, đào bảo cũng tốt, ngắt lấy linh dược cũng tốt, gặp ba lưu một, không nên tát ao bắt cá. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả đệ tử ở đây cũng không khỏi hoan nghênh, ngay cả cổ trưởng lão bọn họ cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Đặc biệt là cổ trưởng lão bọn họ từng mượn thiên kính nhìn một màn đại chiến Bồ Ma Thụ từ xa, điều này làm cho bọn họ vô cùng chấn động. Thầy Lý Thất Dạ đàm tiếu liền đồ diệt hơn vạn cường giả, cái này để bọn hắn thật lâu nói không ra lời. Lúc này, cổ trưởng lão bọn hắn đều nhất trí cho rằng chọn Lý Thất Dạ làm Trung Hưng chi chủ, đó là chọn đúng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, các đệ tử đều vô cùng hưng phấn, đám người cổ trưởng lão cũng chủ trì dẫn đội, dẫn môn hạ đệ tử đi đào móc bảo kim, ngắt lấy linh dược. Thất Dạ không cùng chúng ta hái linh dược, đào bảo khoáng. Thầy Lý Thất Dạ cũng không có ý đồng hành, cổ thiết thủ liền không khỏi hỏi, ta còn có một việc muốn làm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này trông về phương Bắc xa xôi, trầm giọng nói, ta muốn lên phương Bắc một chuyến. Thấy thần thái Lý Thất Dạ như thế, cổ thiết thủ cũng không có hỏi cái gì, Lý Thất Dạ muốn làm chuyện gì, hắn làm đại trưởng lão, đều sẽ toàn lực ủng hộ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rời khỏi bọn người cổ thiết thủ, mang theo Lý Sương Nhan, cưỡi ốc sên, hướng Bắc mà đi. Nhưng mà, lần này Trần Bảo Kiều cũng đi theo, còn có Lão Bộc Trần gia. Thấy Trần Bảo Kiều muốn đi theo, Lý Thất Dạ chỉ nhìn nàng một cái, cũng không cự tuyệt. Liền mang theo bọn hắn một đường lên phía Bắc, thẳng vào giải đất chỗ sâu nhất Bắc Bộ. Trải qua một trận đại chiến, Bồ Ma Thụ phát uy, đế môn mở ra, uy hiếp tất cả sinh linh ma bối lĩnh trên lưng bọn người Lý Thất Dạ. Không có gặp được bất luận thiên thú thọ tinh gì, lúc này coi như là thiên thú thọ tinh trăm vạn năm đều trốn ở trong hang ổ không dám tùy tiện đi ra. Một đường lên phía Bắc, bọn người Lý Thất Dạ cũng hái không ít linh dược, thu hoạch hết sức kinh người, ngay cả Trần Bảo Kiều đi theo cũng không khỏi vì đó kinh hỉ không thôi. Cuối cùng, bọn người Lý Thất Dạ dừng lại ở chỗ sâu nhất của Bắc Bộ, cho dù bọn họ không muốn dừng lại, cũng không có đường đi của bọn họ đã bị chặn lại. Ở phía trước, chỉ thấy phù văn bay múa, phù quang trùng thiên, như phù quang từ lòng đất phun trào ra chiếu sáng thiên khung, cũng che đậy thiên địa. Vô tận phù văn, giống như là thác nước từ trên trời giáng xuống,
lại giống như núi lửa từ chỗ sâu nhất trong lòng đất dâng lên mà ra. Phù văn đầy trời chìm nổi không ngừng, lưu chuyển không thôi, thoạt nhìn là lộn xộn, tựa hồ đây chỉ là bão táp, không có bất kỳ quy tắc, không có bất kỳ trật tự gì. Mặc dù là như thế, nhưng phù văn chìm nổi bay múa này lại tản mát ra khí tức đáng sợ vô cùng. Bất luận là sinh linh nào, ở dưới khí tức phù văn này đều không khỏi vì đó run rẩy, thậm chí là cúng bái. Mẹ của ta ơi, đây là đế văn, đây là trấn áp của tiên đế. Trong sân, Ngưu Phấn là người biết hàng, vừa nhìn thấy phù văn này cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, đây là tiên đế Trương tự trấn áp, tiên đế tự mình ra tay, phong chư thiên, đoạn, lục đạo, mới phong ấn phiến thiên địa này, đây rốt cuộc là vật gì để tiên đế tự mình ra tay trấn áp nơi đây. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn trước mắt này, hắn đã sớm lường trước được, bất quá, tận mắt thấy trấn áp ở nơi này, hắn cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Thất Dạ hừ lạnh, trong lòng bọn Ngưu Phấn không khỏi trầm xuống, lúc này bọn họ đều cảm nhận được Lý Thất Dạ tức giận, cho dù là cường đại như Ngưu Phấn. Cảm nhận được Lý Thất Dạ tức giận, trong lòng cũng không khỏi run lên, Lý Thất Dạ giận dữ, để trong lòng bọn họ phát lạnh, có một loại cảm giác huyết đồ trăm vạn dặm. Lúc này, Lý Thất Dạ từ từ lấy ra một cây đàn cổ, ngưng mắt nhìn phù văn đầy trời trước mắt, cuối cùng khởi động dây đàn. Khặc khặc khặc, khặc khặc khặc. Tiếng đàn vang lên, theo một tiếng vù, đế uy tàn sát cửu thiên thập địa, Lý Thất Dạ đánh ra một khúc nhạc, đế uẩn như sóng to gió lớn quét sạch thiên địa, che phủ toàn bộ ma bối lĩnh. Đế uẩn tiên ý như thế, để cho tất cả mọi người ma bối lĩnh không khỏi vì đó hoảng sợ thất sắc, nơm nớp lo sợ. Bọn người Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Bắc Bộ. Lúc này, Cổ Thiết Thủ biết Lý Thất Dạ xuất thủ, mà lại Lý Thất Dạ mang đến tấm đàn cổ tổ sư kia. Cổ Thiết Thủ không khỏi sắc mặt đại biến, có thể để Lý Thất Dạ thôi động đế uẩn tiên ý, cái này lại là địch nhân cường đại bực nào. Khặc khặc. Cuối cùng, như đế uẩn tiên ý bao phủ cửu thiên thập địa hóa thành một thanh tiên kiếm mang máu, đồ tiên diệt thần. Một kiếm ngang trời xuất thế, nhật nguyệt tinh tú ảm đạm phai mờ, vạn đạo âm dương vì thế im lặng không nói gì. Giết! Lúc này, Lý Thất Dạ điên cuồng hét lên một tiếng, ngón tay như cuồng phong bạo vũ, gảy ra nhạc chương cuồng bạo nhất. Khặc khặc, một kiếm chém xuống, chặt đứt tất cả thế gian, một kiếm mang theo tiên ý đế uẩn vô địch. Dùng kiếm ý thô bạo nhất hung tàn nhất chém giết tới, một luồng chiến ý vô địch có ta, ngoài ta còn có ai khác chém thẳng xuống. Một kiếm chém xuống, trong nháy mắt, toàn bộ trấn áp trở nên vô cùng sáng chói, chiếu sáng toàn bộ ma bối lĩnh, đế uy đáng sợ quét ngang bát hoang, quân lâm thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ phù văn chìm nổi không có trật tự lập tức đan vào thành một thiên đế chương vô thượng, đế chương lơ lửng, hóa thành chữ xá, tựa như xá tất cả tội lỗi, các vị thần tránh lui. Oanh! Một tiếng vang thật lớn rung động toàn bộ ma bối lĩnh, tại phía dưới một kích, đừng nói là Cổ Thiết Thủ bọn họ, coi như là toàn bộ sinh linh ma bối lĩnh đều nằm nhoài trên mặt đất. Một vị tiên đế đế uẩn tiên ý, một vị tiên đế trấn áp đại trận, trong nháy mắt này, song song va chạm, đánh nát vòm trời. Âm dương hóa thành hỗn độn, nếu không phải đánh vào phía trên đế trận, chỉ sợ toàn bộ ma bối lĩnh đều vì đó mà vỡ nát. Chương 144, Dược Thần Đại Điển 2. Nhất kiếm vô địch, nhất xá vạn cổ, dưới một kích này, hết, thảy đều ảm đạm phai mờ, một kiếm tuy chặt đứt chữ xá nhưng phù văn vô tận vẫn chìm nổi không ngừng, vẫn là phù quang trùng thiên, như núi lửa phun trào. Không hề nghi ngờ, một kiếm chém xuống, cũng không có chém ra tòa đế trận này. Mà cổ cầm trong ngực Lý Thất Dạ lại ảm đạm không ít, một kích này hao tổn đế uẩn tiên ý kinh người. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, cây cổ cầm này sẽ giống kỳ môn đao của hắn cuối cùng nhất vỡ vụn, hóa thành phàm vật. Song đế va chạm, thật vất vả, Ngưu Phấn bò dậy, run rẩy, thì thào nói. Đừng nói là Trần Bảo Kiều, cho dù là lão bộc bên cạnh nàng cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, đế uy. Đây không phải là thứ bọn họ có thể đối kháng, chân nhân cũng tốt, cổ thánh cũng được, một khi bị đế uy trấn áp, chỉ có côn bằng nằm ở trên mặt đất. Đồng thời, Trần Bảo Kiều cùng lão bộc cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trên người Lý Thất Dạ còn có đế vật như thế, người mang đế vật như thế, chớ nói là chân nhân. Coi như là cổ thánh cũng chỉ có trốn xa chạy trối chết, cùng người như vậy là địch, đó là tự tìm đường chết,
trừ khi ngươi đồng dạng thân mang đế vật hoặc là đế khí, hoặc là đại hiền. Lúc này, bọn Nưu Phấn cũng không khỏi nhìn tiên đế phía trước trấn áp, phù văn y nguyên không ngừng, phù quang y nguyên dâng trào. Mặc dù lúc này vô tận phù văn không có phun trào ra đế uy trấn áp người, nhưng mà nguyên một đám đế văn chìm nổi không ngừng, y nguyên làm cho lòng người sợ hãi. Đừng bảo là một cái tiên đế trấn áp cường đại vô địch, chính là một quả đế văn xuất phát từ tiên đế tự tay đều có thể nghiền diệt bọn họ nha. Đây đến tột cùng là đồ vật cường đại cỡ nào mới có thể để cho một vị tiên đế xuất thủ, tự mình trấn áp. Nghĩ đến bên này, bọn Nưu Phấn cũng không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc. Thật uy phong. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, chậm rãi nói, suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu không, lần sau ta tới, diệt đế thống của ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy để lão bộc bên người Trần Bảo Kiều không khỏi ánh mắt co rút lại, mặc dù Lý Thất Dạ nói là nói với không. Nhưng hắn minh bạch đây là lời nói đối với trấn áp đại trận, đây là uy hiếp một vị tiên đế lưu lại trấn áp, đây là ý chí uy hiếp tiên đế. Đây là kiêu ngạo cỡ nào, cuồng vọng bực nào, bá đạo bực nào. Uy hiếp ý chí của tiên đế, vạn cổ đến nay, chỉ sợ không có mấy người có thể bá đạo như vậy, nếu là người khác xem ra. Chỉ sợ cho rằng là khoác lác, nhưng mà, lúc này, Trần Bảo Kiều cũng tốt, lão bộc cũng thế, đều cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri. Đây chính là chỗ khiến ánh mắt bọn họ co rút lại, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đột nhiên một cái, uy hiếp ý chí tiên đế, vạn cổ đến nay, không ai có thể bá đạo đến mức này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng không có ở chỗ này lâu, cưỡi ốc sên quay người rời đi, sau lưng lưu lại vô tận phù văn chìm nổi như cũ. Trên đường đi, Lý Thất Dạ không nói, Lý Dương Nhan làm cận thị cho hắn không khỏi nhẹ nói, không mở đế môn. So với người ngoài, Lý Dương Nhan càng hiểu Lý Thất Dạ hơn, nàng hiểu rõ thủ đoạn của Lý Thất Dạ xa không chỉ như thế. Lý Thất Dạ không công mà lui, cái này không hợp tính cách của hắn, cho nên nàng mở miệng đề nghị cho hắn. Lý Thất Dạ quay đầu nhìn chỗ sâu nhất một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói, lần này không phải vì giết chóc mà đến, nếu đế môn mở rộng, thả ra hết thảy sát phạt, Bắc Bộ hết thảy không còn tồn tại. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Dương Nhan liền trầm mặc không nói, trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng muốn hỏi một chút chỗ sâu nhất của Bắc Bộ trấn áp đến tột cùng là vật gì, hoặc là nói đến tột cùng là người phương nào, nhưng mà, Lý Thất Dạ không nói, Lý Dương Nhan cũng không đi hỏi. Lúc này, Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc cũng ngẩn người, Bắc Bộ đến tột cùng là trấn áp thứ gì đây? Đây rốt cuộc là vị tiên đế nào xuất thủ? Rất rõ ràng, đây không phải minh nhân tiên đế xuất thủ, nếu không phải minh nhân tiên đế, vậy liền mang ý nghĩa có vị tiên đế thứ hai tới nơi này. Suy đoán như vậy, không khỏi để bọn hắn miên man bất định, nơi này có hai vị tiên đế đã tới, cái này có ý nghĩa không tầm thường. Trần Bảo Kiều ở thời điểm này mới hiểu được, ma bối lĩnh xa xa không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ năm đó nó không chỉ là bãi săn của Tẩy Nhan cổ phái, phía nam có đại thụ, phía bắc trấn áp, phía đông có ma vật. Lần này nếu không phải Lý Thất Dạ mang nàng đến, nàng cũng không biết sau lưng ma bối lĩnh cất giấu bí mật kinh thiên như thế. Sau khi đoàn người Lý Thất Dạ bình an trở về, Cổ Thiết Thủ nơm nớp lo sợ lúc này mới thở dài một hơi. Lý Thất Dạ vận dụng đế vật, cái này có thể nói là đem Cổ Thiết Thủ dọa đến không nhẹ, cho là bọn người Lý Thất Dạ gặp cường địch. Cuối cùng, chư đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ngắt lấy đại lượng linh dược, đào quật đại lượng bảo kim, thậm chí có đệ tử đạt được chân mệnh thần thạch, chuyến này để Tẩy Nhan cổ phái bội thu mà về. Thấy thời gian ma bối lĩnh phong bế đã gần, Lý Thất Dạ chủ trì đại cục, mang theo rất nhiều đệ tử rút lui, rời khỏi ma bối lĩnh. Khi bước ra ma bối lĩnh, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, đặc biệt là Trần Bảo Kiều, Lão Bộc, càng có một loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến lần này đi ma bối lĩnh, trong nội tâm Lão Bộc cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Lần này đi, tất cả môn phái, cương quốc, tất cả tu sĩ cường giả, không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Trừ chủ tớ bọn họ ra, còn sống rời đi cũng đã biết đủ mà đi Tử Hà Quan, tiên nhân một bước rút lui phi giao hồ các loại chư cường giả ra ngoài. Về phần Thanh Huyền Cổ Quốc, Thánh Thiên Giáo, Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc đều là toàn quân bị diệt, ngay cả cổ thánh đều chết thảm ở trong đó. Nghĩ tới đây, Lão Bộc cũng không khỏi âm thầm may mắn, nếu không phải cùng Lý Thất Dạ đi chung một chỗ, chỉ sợ bọn hắn cũng chết thảm ở trong đó. Tiểu nha đầu, suy nghĩ cho kỹ đi, bên cạnh ta lưu lại cho ngươi một vị trí, bất quá, đừng quá lâu,
kiên nhẫn của ta có hạn. Thời điểm sắp chia tay, Lý Thất Dạ nheo mắt nhìn Trần Bảo Kiều, chậm rãi nói. Tiểu nam nhân còn nhỏ hơn mình tên là Tiểu Nha Đầu, thanh Trần Bảo Kiều này tức giận không nhẹ, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một cái. Vưu vật khuynh quốc khuynh thành này, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu hồn nhiếp phách, thật sự là hồng nhan họa thủy. Về phần rất nhiều đệ tử tẩy nhan cổ phái cũng không khỏi sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, cũng chỉ có đại sư huynh mới có khí phách như vậy. Bên người đã có nhân vật tiên tử như Lý Tiên Tử, còn muốn thu công chúa Ngọc Tẫn Cương Quốc, đây cũng là tuyệt thế mỹ nhân. Càng khí phách chính là, Lý Tiên Tử còn ở bên cạnh, nói ra lời nói khí phách như vậy, dĩ nhiên là phong khinh vân đạm. Đây đã là khí phách đến rối tinh rối mù, đây quả thực là thần tượng trong lòng bọn họ. Một hơi muốn đem hai đại mỹ nhân thu vào trong túi, cái này là bá khí bực nào, làm sao không để cho rất nhiều đệ tử tẩy nhan cổ phái vì đó hâm mộ bội phục đâu. Cuối cùng, chủ tớ Trần Bảo Kiều rời đi, Lý Thất Dạ mang theo đệ tử tẩy nhan cổ phái chạy về tẩy nhan cổ phái. Thời điểm trở lại tẩy nhan cổ phái có thể nói là vui mừng hân hoan. Lần này hành trình ma bối lĩnh có thể nói là thu hoạch lớn, hơn nữa tổn thất đệ tử cực ít. Nhìn thấy thu hoạch lần này, chư vị trưởng lão, hộ pháp không có tham gia cũng vì đó mà động dung, cũng không khỏi mừng rỡ không thôi. Lúc đầu, tẩy nhan cổ phái đã không có tư cách tiến vào ma bối lĩnh, nhưng mà, lần này không chỉ là tiến vào ma bối lĩnh, hơn nữa còn là thu hoạch lớn, cái này làm sao không cho cao tầng tẩy nhan cổ phái hưng phấn đây. Trở lại tẩy nhan cổ phái, Cổ Thiết Thủ còn chủ trì lần này ma bối lĩnh chi hành hội nghị, vì thế hắn là đặc biệt mời ra Tô Ung Hoàng tham dự, bày ra tôn kính đối với nàng vị trưởng môn này. Lúc trước, Tô Ung Hoàng mặc dù là trưởng môn tẩy nhan cổ phái, nhưng mà, nàng ở Biên Thủy. Trên căn bản là không có tham gia qua hội nghị trọng đại của tẩy nhan cổ phái, lần này tham dự hội nghị cũng là xác định địa vị của nàng ở tẩy nhan cổ phái. Vốn Cổ Thiết Thủ cũng muốn mời Lý Thất Dạ, đối với loại hội nghị này Lý Thất Dạ lại là không hứng thú lắm, cũng không có dự họp. Ở trên hội nghị, Cổ Thiết Thủ tường tận tự thuật hành trình ma bối lĩnh lần này, nghe được đủ loại hành trình ma bối lĩnh, trưởng lão, hộ pháp đang ngồi cũng không khỏi vì đó động dung. Trưởng lão hộ pháp không có tham gia nghe được những lời này, quả thực chính là không thể tin được, thậm chí là nghe được bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, trưởng lão, hộ pháp tẩy nhan cổ phái cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, chọn Lý Thất Dạ làm trung hưng chi chủ, chính là lựa chọn sáng suốt không gì sánh được. Tô Ung Hoàng nghe được những lời này, cũng không khỏi vì đó động dung, nàng xuất thân từ Thiên Nhai Tô ra đối với tẩy nhan cổ phái có hiểu rõ nhất định, nhưng mà, hiện tại nghe Cổ Thiết Thủ nói, nàng cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, không nghĩ tới ma bối lĩnh lại có bí mật kinh thiên như thế. Về phần Lý Thất Dạ, về tới tẩy nhan cổ phái, chuyện thứ nhất hắn làm chính là tìm tới một cái mõ. Lấy ra con cóc đặt ở trên bàn, thì thào nói, rốt cục tìm trở về rồi, nên để cho nó lần nữa thấy ánh mặt trời. Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi gõ mõ, đốc, đốc, đốc. Thanh âm có tiết tấu của mõ chậm rãi vang lên, thanh âm của mõ hóa thành một chương nhạc, có một loại đạo vận không nói ra được. Cốc, cốc, cốc. Theo tiếng mõ vang lên, con cóc cũng bắt đầu chấn động, tiết tấu chấn động của nó lại giống như đúc với cá gỗ. Ông cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm rất nhỏ vang lên, lưng con cóc phát sáng lên, lúc này trên lưng con cóc dĩ nhiên là tuôn ra nguyên một đám phù văn. Nguyên một đám phù văn cổ lão thừa nhận vô tận tuế nguyệt, tựa hồ, cái này vô tận phù văn đã trải qua vô số tuế nguyệt dâm tẩm. Rốt cục trở về, nhìn thấy phù văn hiện lên này, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó vui mừng, mệnh cung mở ra, hút chân mệnh vào, hút tất cả phù văn vào trong đầu, lúc này, tất cả phù văn khắc ở trong thức hải của Lý Thất Dạ, đan thành một chương. Theo phù văn lạc ấn ở trong thức hải của Lý Thất Dạ, trong thức hải của Lý Thất Dạ hiện lên từng đoạn ký ức đã từng bị xóa đi. Dược điển vô thượng của Dược Thần Đại Điển. Đây là dược điển vô thượng do Dược Thần có danh xưng là Thủy Tổ Dược Sư viết. Trên thực tế, thế nhân cũng không biết, bộ Dược Thần Đại Điển này không chỉ là Dược Thần viết. Ở niên đại cổ lão kia, bộ Dược Thần Đại Điển này cũng chút xuống vô số tâm huyết của Lý Thất Dạ. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 145, Tám Phương Đều Yên, 1.
Ở thời đại Hoang Mãng, Lý Thất Dạ làm âm nha, thế nhưng là người dẫn đường cho dược sư. Bọn họ đã từng là vào sinh ra tử, đã từng đạp khắp cửu thiên thập địa, đã từng là đi lại cửu giới. Ra vào đất cũ, bọn họ ở trên dược đạo, có thể nói là nếm bách thảo, luyện vạn đan, cuối cùng xác lập quy tắc dược đạo cho nhân tộc, cũng quy phạm tất cả thủ pháp luyện đan, tiêu chuẩn luyện đan. Vạn cổ đến nay, đã từng có một câu nói như vậy, nếu như không có dược thần, liền không có dược đạo của nhân tộc, thậm chí là không có tiêu chuẩn của dược sư vạn tộc. Có thể nói, dược thần không chỉ là người đặt nền móng dược đạo của nhân tộc, càng là người đặt nền móng dược đạo của vạn tộc. Đương nhiên, thế nhân đều biết dược thần, nhưng cũng không biết Lý Thất Dạ cố ý ẩn giấu mình, đem mình giấu ở phía sau màn, hậu thế cũng không biết. Năm đó dược thần sáng tác Dược Thần Đại Điển, không chỉ là dược thần, còn có một âm nha không bị thế nhân biết. Về sau, có liên quan tới luyện đan chi đạo của dược thần, đan thuật có liên quan tới dược thần đều có lưu truyền tới nay, trên thực tế, chỉ có Lý Thất Dạ mới biết được. Chỗ tinh hoa chân chính của dược thần đan đạo cũng không có truyền xuống, cái gọi là Dược Thần Đại Điển lưu truyền trên thế gian, đó chẳng qua là chuẩn tắc luyện đan, hệ thống dược sư hoàn chỉnh mà thôi. Đương nhiên, những vật này được tất cả dược sư đời sau phụng làm chuẩn tắc, phụng làm khuê huyên. Trên thực tế, tinh hoa chân chính của dược thần cũng không có truyền xuống, lúc ấy Lý Thất Dạ biết tên dược phong tử này là cố ý làm, càng muốn mạng là. Ở một thời kỳ nào đó, ký ức của hắn bị xóa đi xuất hiện một chút vấn đề, mãi cho đến về sau, hắn cũng không có biện pháp tìm về ký ức của Dược Thần Đại Điển. Nhưng mà, Lý Thất Dạ biết rõ còn có một hy vọng, cái kia chính là con cóc này, cũng chính là vạn lô thần mà năm đó bọn hắn nuôi. Năm đó hắn với tư cách âm nha cùng Dược Thần đã từng đem Dược Thần Đại Điển phong tồn ở bên trong con cóc này. Vào lúc đó, Dược Phong Tử đã từng nói đùa, ai được con cóc này liền được chân truyền của hắn, được đạo thống của hắn. Nhưng mà, muốn mạng chính là, sau đó không nghĩ tới con cóc này đào tẩu, khiến cho câu nói đùa này từ đó về sau không có thực hiện qua. Ở đời sau, Lý Thất Dạ vẫn muốn tìm về tôn vạn lô thần này, vẫn muốn tìm về Dược Thần Đại Điển, đáng tiếc, một mực đều không có tìm được nó. Nhưng mà, ở kiếp này, Lý Thất Dạ đoạt lại nhục thân của mình rốt cục tìm về tôn vạn lô thần này, càng là tìm về Dược Thần Đại Điển. Nâng con này thoạt nhìn giống như con cóc vạn lô thần, Lý Thất Dạ không khỏi lẩm bẩm cười nói, Dược Phong Tử, đời này chỉ sợ là ta muốn che khuất quang mang của ngươi rồi. Nói tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười, nhưng mà, ở sau lưng nụ cười, lại là càng nhiều ưu buồn, càng nhiều ảm đạm. Đây là một đoạn quá khứ đáng giá nhớ lại, hắn chìm nổi trăm ngàn vạn năm, đi theo cùng với máu tanh và giết chóc, ở thời đại Hoang Mãng, hắn tập tễnh mà đi, từ bị người truy sát đến đứng vững chân. Phản công địch nhân, tính toán thiên hạ, không phải ngươi chết chính là ta vong, ở thời đại cổ minh, càng là huyết vũ ngập trời, trên đầu chư thần, dưới diệt quần ma. Đặc biệt là ở thời đại thiên đồ tiên đế, đối với hắn mà nói, càng là vô cùng kiên cố, đến thời đại chư đế, đây là thời điểm hắn phản công tiên ma động, một cái lại một cái thời đại chìm nổi. Hắn bồi dưỡng ra một cái lại một cái tiên hiền, thậm chí là bồi dưỡng ra được tiên đế, hắn hao hết vô số tâm huyết, hao hết vô số nội tình, chính là vì có một ngày công phá tiên ma động. Bất luận là tập tễnh mà đi, hay là thượng đồ chư thần hạ diệt quần ma, hoặc là phản công tiên ma động, cái này đều nương theo gió tanh mưa máu vô tận, nương theo vô số chiến dịch. Chỉ có thời đại nhỏ mà dược thần ở, đối với hắn là âm nha mà nói, là một thời đại thuần túy nhất, một thời đại học hỏi, một thời đại nếm bách thảo luyện vạn đan. Ở thời đại nhỏ kia, hắn cũng tốt, dược thần cũng được, đều là tìm tòi tiến lên trên dược đạo giống như tìm tòi trên dược đạo, vì nhân tộc, vì cửu giới đặt vững cơ sở dược đạo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ, tế ra con cóc trong tay, quát, mở. Lúc cáp mô hạ xuống đã hóa thành một bảo lô to lớn, con cóc to lớn ngồi xổm trên mặt đất, miệng rộng mở lớn, tựa như phun ra nuốt vào tinh khí chư thiên. Sóng nhiệt ập tới trước mặt khiến Lý Thất Dạ không khỏi nhắm mắt lại, lại ngửi ngửi mùi thuốc trong bảo lô phát ra cơ hồ không thể ngửi. Không khỏi lẩm bẩm nói, vạn lô thần, không hổ là vạn cổ đệ nhất lô, không uổng công ta năm đó đuổi bắt cửu giới. Hao tổn thiên địa chư bảo dưỡng chi, lô này nơi tay, thọ suy mệnh ách lại tính là cái gì, cải mệnh càng thọ, chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Vạn lô thần, chỉ sợ thế nhân căn bản chưa từng nghe qua một vị lô thần như vậy, chân chính hiểu tất cả huyền bí của lô này,
ở đương thời cũng chỉ có một mình Lý Thất Dạ mà thôi. Lô này xa xa không chỉ là luyện đan đơn giản như vậy, có lô này phối hợp với Dược Thần Bảo Điển, như vậy nó có uy lực kinh thiên, thậm chí là có thể cải mệnh. Vạn Lô Thần, ở trong mắt Lý Thất Dạ đó là vạn cổ đệ nhất lô. Nó khác với lô thần khác từ thiên địa sinh ra, trên cơ bản sẽ không di động, chính là sinh ở chỗ, chỉ có thể ở nơi đó nuốt nạp thiên địa tinh khí, quẩn dưỡng lô hỏa. Mà vạn lô thần thì khác, nó có thể tự mình đi, giống như một con cóc, có thể đi khắp thiên hạ, hơn nữa, nó có thể tự mình đi tìm mồi lửa để ăn, có thể tìm linh dược đan thảo để ăn, theo nó sống càng lâu, thứ nó ăn lại càng chân quý, mồi lửa bình thường, linh dược đan thảo căn bản không lọt vào pháp nhãn của nó. Chính vì như thế nên mới khiến vạn lô thần có được lò lửa và dược tàng tuyệt thế vô song. Đồng thời, tốc độ của vạn lô thần cực nhanh, vạn cổ tới nay, không có người nào bắt được nó. Trên thực tế, coi như là có người nhìn thấy nó, cũng sẽ không để ở trong lòng, một con cóc bình thường ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất luận là người nào, cũng sẽ không lưu ý tới nó. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi con cóc, ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi tu luyện. Thời điểm Tẩy Nhan cổ phái Khải Hoàn mà về, rốt cục có môn phái nhận được tin tức, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc, bao nhiêu cổ tông bí phái là tiếng gào rú khắp nơi. Chuyến đi Ma Bối Lĩnh, toàn quân bị diệt, cái này không biết chấn động bao nhiêu đại giáo cương quốc, cái này khiến không biết bao nhiêu. Cổ tông bí phái thoáng cái là choáng váng. Ở trong Thanh Huyền cổ quốc, có cổ điện vô cùng cổ xưa, vẫn như cũ bị Thanh Huyền Thiên Tử do thanh khí quấn quanh hướng một vị hoàng giả báo cáo hành trình Ma Bối Lĩnh. Mà hoàng giả ngồi ở trên cao, tựa như là quân lâm bát hoang thánh hoàng, phun ra nuốt vào hoàng khí làm cho người ta không rét mà run. Coi như là cổ thánh thấy, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Tẩy Nhan cổ phái. Hoàng giả ngồi trên cao từ từ nói, thanh âm cực giàu có lực trương, thần uy vô cùng, cuối cùng trầm giọng nói, bách túc trùng chết mà không cứng. Minh Nhân Tiên Đế không hổ là người khai sáng thời đại chư đế. Suy sụp lâu như vậy, y nguyên còn có thủ đoạn. Thanh Huyền Thiên Tử tại hạ, không nói gì, lẳng lặng nghe. Không vội tìm Tẩy Nhan cổ phái tính sổ. Cuối cùng, hoàng giả ngồi cao phía trên nói, để cho người đi châm lửa liền được, sẽ có người đi tìm Tẩy Nhan cổ phái phiền toái, chúng ta bảng quan là được. Chuyến này tuy ngươi chưa được thần vật, cũng không có gì ghê gớm, cổ quốc chúng ta không thiếu bảo vật cấp bậc này. Ngươi tạm thời an tâm tu hành đi, ở kiếp này, nếu như ngươi gánh chịu thiên mệnh, cổ quốc ta chính là gia vị tiên đế thứ ba. Thanh Huyền Thiên Tử lên tiếng, cuối cùng rời đi. Hào Nhi, ở bên trong Nam Thiên Thượng Quốc, có một vị lão giả nhận được tin tức sau đó kêu thảm một tiếng, hắn làm cường giả, kém chút là bất tỉnh. Cuối cùng, lão giả này chỉnh trang mà phát, oán hận nói, thù này không báo, Nam Thiên thị ta thể không làm người. Lão giả này tiến vào Nam Thiên Thượng Quốc Hoàng Thành, tấn thăng Nam Thiên Thượng Quốc Hoàng Giả, khẩn cầu Hoàng Giả phát binh, đạp diệt Tẩy Nhan cổ phái, báo thù cho nhi tử của hắn Nam Thiên Hào. Đối với lão giả khẩn cầu, Hoàng Giả ngồi cao tại thượng trầm ngâm nói, Tẩy Nhan cổ phái chính là ở trong cương thổ của Bảo Thánh Thượng Quốc. Thánh Thiên Giáo không chắc vui lòng để cho chúng ta phát binh ở trong cương thổ bọn hắn. Lão Tổ Thánh Thiên Giáo đương thời vẫn còn, không thể khinh ngôn đắc tội Thánh Thiên Giáo. Ta phái sứ giả cùng Thánh Thiên Giáo liên lạc đôi chút, về phần hung thủ giết Hào Nhi, tuyệt không thể nhân nhượng, đợi Hoàng Nhi xuất quan, ta để hắn đi một chuyến, báo thù cho Hào Nhi. Đối với quyết định của Hoàng Giả, lão giả mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể là như thế. Mà ở bên trong cương quốc của Bảo Thánh Thượng Quốc, Bảo Thánh Nhân Hoàng nghe được Thánh Thiên Đạo Tử báo cáo. Hắn ngồi trên long ỷ cao cao, lúc này, hắn là mặt trầm như nước, cuối cùng là lạnh nhạt nói, đế vật, lại là đế vật. Tại năm đó, Tẩy Nhan cổ phái lấy đế hoàng chém ý chí của hắn, đối với hắn vị nhân hoàng không ai bì nổi này mà nói, biệt khuất đến lợi hại. Nhưng mà, lại không thể làm gì, coi như cường đại như hắn, không có nắm chắc tuyệt đối, cũng sẽ không nói nhẹ đi đối mặt đế vật, trừ phi là không có lựa chọn khác. Lão tổ còn không xuất thế, khẩu khí này chúng ta tạm thời nhịn một chút. Cuối cùng, Bảo Thánh Nhân Hoàng trầm giọng nói, chuyến này ngươi thu hoạch rất phong phú, có thể cùng Thanh Thánh Thiên Tử cộng đồng tiến thối, đây là một chuyện tốt. Ngươi tạm thời không để ý tới việc Tẩy Nhị cổ phái, ta phái ngươi đi sứ Thanh Huyền cổ quốc, xem có thể cùng Thanh Huyền cổ quốc kết minh hay không. Nếu Thanh Huyền cổ quốc có thể kết minh,
chỉ cần có Thanh Huyền cổ quốc làm chỗ dựa cho chúng ta, tại Đại Trung vực, còn có gì kiêng kỵ? Hừ, coi như Cửu Thánh Yêu Môn muốn nâng đỡ Tẩy Nhan cổ phái, cũng là tự tìm đường chết. Nói đến đây, hai mắt hắn tinh quang tăng vọt, lộ ra sát ý đáng sợ. Con ta, ở Giang Tả Thế Gia, càng có người kêu thảm một tiếng, thê lương vô cùng, sau khi nhận được tin tức, Giang Tả Thế Gia là một mảnh sầu thảm bao phủ. Giang Tả Thế Gia không chỉ là chết Giang Tả Hầu, càng là chết dạng cường giả như Giang Tả Thiết Y, cùng với hơn ngàn đệ tử tinh nhuệ, cái này đối với toàn bộ Giang Tả Thế Gia mà nói. Tổn thất quá thảm trọng, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi toàn quân bị diệt, Giang Tả Thế Gia trong lúc nhất thời cũng khó khôi phục nguyên khí. Tẩy Nhan cổ phái, một ngày nào đó, Giang Tả Thế Gia ta đồ diệt các ngươi. Cuối cùng, gia trưởng Giang Tả Thế Gia oán hận nói. Đối với Giang Tả Thế Gia mà nói, đây là đại thù, thậm chí là thế thù. Ở năm đó, Giang Tả Hiền Vương bọn họ Tẩy Tả Thế Gia có hy vọng trở thành tiên đế nhất thảm bại ở trong tay Minh Nhân tiên đế. Từ đó về sau cũng không có tư cách gánh chịu thiên mệnh, chưa hoàn toàn kế tục. Chương 146, Tám Phương Đều Yên, 2. Mà hôm nay, truyền nhân Giang Tả Hầu được chư lão Giang Tả Thế Gia bọn hắn coi trọng lại chết ở trong tay đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. Cái này làm sao không cho Giang Tả Thế Gia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đồ diệt Tẩy Nhan cổ phái đâu. Trong Tẩy Nhan cổ phái, trong cô phong, Lý Thất Dạ ngồi trong phòng. Lúc này hắn mở rộng mệnh cung, hai mệnh cung chìm nổi trên đỉnh đầu hắn. Hai mệnh cung, một lớn một nhỏ, lớn là chủ mệnh cung, nhỏ là thứ mệnh cung. Thứ mệnh cung là mệnh cung mới do Lý Thất Dạ mở ra. Khi cảnh giới ích cung đại viên mãn thì thứ hai của Lý Thất Dạ đã mở thành công. Lúc này, trong chủ cung của Lý Thất Dạ, chân mệnh nhắm mắt, nuốt nạp lấy thiên địa tinh khí, sa tường, luyện hóa lấy thiên địa tinh khí, trúc tạo đạo cơ. Mà vào lúc này, thọ luân của Lý Thất Dạ lại một vòng chuyển động, huyết khí như nước sông chảy xiết không thôi. Một vòng lại một vòng huyết khí được luyện hóa, ngưng tụ thành thọ huyết, đều là chất chứa ở bên trong thọ luân. Mà âm dương huyết hải bên trong thiên thọ luân lại như âm dương ngư không ngừng lưu chuyển, tuần hoàn vô tận, bên trong âm dương huyết hải chậm rãi chảy xuôi huyết khí. Từ trong đó chảy ra huyết khí tinh hoa giống như là thần chi lộ đổ vào thọ luân, điều này khiến cho thọ luân chuyển động càng nhanh hơn, luyện hóa thúc dục nguyệt oa nhật luân công luyện hóa thọ huyết càng nhanh. Đồng thời, đạt được âm dương huyết hải đổ vào, khiến cho thọ luân càng thêm sáng, chói, vòng tuổi thọ phía trên lại gia tăng từng vòng. Cảnh tượng như thế, chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ tuổi thọ là một năm lại một năm gia tăng, nếu không phải chết bởi ngoài ý muốn, hắn là có thể sống lâu một năm lại một năm. Hiện tại Lý Thất Dạ đã là cảnh giới tráng thọ, trên thực tế thời điểm ở Ma Bối Lĩnh, hắn cũng đã bước vào cảnh giới này, hơn nữa, hiện tại hắn đã tiếp cận cảnh giới tráng thọ đại viên mãn. Cảnh giới tráng thọ tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhất thối bảo, nhị tụ hoa, tam chới thọ luân. Ở cấp độ tôi bảo, chính là lấy huyết khí rèn luyện thọ bảo của mình, chỉ cần tu sĩ đạt tới cấp độ này, đều phải có thọ bảo của mình, bất luận là kế thừa hay là lấy vòng tuổi thọ tinh luyện thành. Tu sĩ đến cấp độ này, bất luận ngươi xuất thân từ môn phái nhỏ hay đại môn phái, bất luận như thế nào, đều phải làm một cái thọ bảo thuộc về mình. Trước đó có thể không có, nhưng mà, từ cảnh giới này trở đi, không thể không có, nếu không, không có thọ bảo trợ giúp, rèn luyện thọ huyết rõ ràng là chậm hơn người khác. Cho nên, tu sĩ xuất thân môn phái nhỏ không có biện pháp chỉ có thể lấy vòng tuổi rẻ nhất tế luyện thành thọ bảo, chờ có một ngày mình cường đại lại đổi thọ luân. Ít nhất cái giá để đổi thọ luân nhỏ hơn nhiều so với đổi thiên mệnh chân khí. Lý Thất Dạ sớm có thọ bảo của hắn là âm dương huyết hải, trên thực tế, thời điểm còn không có bước vào cấp độ thối bảo. Trước đó, Lý Thất Dạ đã sớm một lần lại một lần tế luyện âm dương huyết hải, cho nên Lý Thất Dạ là tùy tiện vượt qua cấp độ thối bảo. Mà cấp độ tụ hoa chính là nạp tinh hoa thiên địa, cường tráng tinh nguyên huyết khí, đem nó rèn luyện thành thọ huyết. Đối với tu sĩ mà nói, huyết khí cũng tốt, thiên địa tinh hoa cũng thế, đều không phải tồn tại trung cực nhất, thọ huyết mới là tồn tại trung cực nhất. Thọ huyết không chỉ là tinh hoa ẩn chứa tuổi thọ của ngươi, cũng là ẩn chứa tinh hoa thiên địa tu luyện. Trong tu sĩ, đã từng có một câu nói như vậy, nếu như ngươi hao hết giọt thọ huyết cuối cùng, liền mang ý nghĩa ngươi cách tử vong rất gần. Nguyệt qua dương luân công ở trên luyện thọ huyết cường đại đến rối tinh rối mù, có âm dương huyết hải tương trợ,
như vậy. Ly Thất Dạ rèn luyện thọ huyết chính là dễ như trở bàn tay, ở dưới một lần lại một lần rèn luyện, khiến cho thọ huyết của Ly Thất Dạ tràn đầy, giấu ở bên trong thọ luân. Tưới thọ luân, đây là quá trình thọ bảo phụng dưỡng thọ luân, đồng thời cũng là quá trình uẩn dưỡng thọ bảo. Tu sĩ tu luyện đến cấp độ như vậy, nhất định phải tăng thọ cho mình, nhất định phải kéo dài tuổi thọ của mình. Đây là một cấp độ tu sĩ thoát ly phạm trù phàm nhân. Tưới thọ luân là lấy thọ bảo kéo dài tuổi thọ. Khi trên thọ luân tăng trưởng một vòng lại một vòng niên luân, liền mang ý nghĩa tuổi thọ của ngươi nhiều thêm một năm lại một năm. Khi thọ luân của ngươi thêm đủ 1.000 vòng, liền mang ý nghĩa tưới thọ luân cấp độ đại viên mãn, cũng ý nghĩa tráng thọ cảnh giới đại viên mãn, cái này sẽ bước vào cảnh giới kế tiếp. Chân mệnh cảnh giới, cấp độ tưới thọ luân này một khi đại viên mãn, cái này liền ý nghĩa ngươi có được 1.000 năm thọ nguyên, nói cách khác. Cái này ý nghĩa ở dưới nguyên tắc tiêu chuẩn, ngươi coi như về sau đạo hạnh nửa bước không tiến, cũng có thể sống đủ 1.000 năm. Đương nhiên, chết bởi ngoài ý muốn hoặc là bị người giết chết tình huống như vậy không ở trong đó. Trên thực tế, chỉ là dưới tình huống cấp độ đại viên mãn này, chỉ sợ không ai có thể sống đến 1.000 năm, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải địch nhân hoặc là gặp phải hung hiểm. Một vòng vòng tuổi tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa Ly Thất Dạ tuổi thọ tăng nhiều một năm. Không biết qua bao lâu, Ly Thất Dạ ngừng đổ âm dương huyết hải vào thọ luân. Vào lúc này Ly Thất Dạ mở ra mệnh cung thứ hai, đây là thứ mệnh cung hoàn toàn mới mà hắn mở ra. Trong mệnh cung thứ hai, chỉ thấy là sinh mệnh chi tuyền ồ ồ, sinh mệnh chi thụ sáng rực, sinh mệnh hồng lô hừng hực. Duy nhất khác với mệnh cung là trong mệnh cung thứ hai không có chân mệnh, đây là khác biệt lớn nhất giữa chủ cung và thứ cung. Vốn là vị trí chân mệnh, lúc này chìm nổi một khối đạo cốt. Khối đạo cốt trong suốt như ngọc này theo là đạo cốt của tiểu hồ đồ, Ly Thất Dạ đem nó từ trong ma bối lĩnh mang về. Lúc này, Ly Thất Dạ câu động sinh mệnh chi tuyền, câu động sinh mệnh chi thụ, mượn sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực một lần lại một lần mà tưới luyện khối đạo cốt này, để cho khối đạo cốt này càng thêm óng ánh, không biết bao nhiêu lần sau khi tưới luyện. Rốt cục mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong đạo cốt có pháp tắc mảnh như tơ, chỉ thấy pháp tắc nhỏ như tơ bao bọc thành kén, tựa hồ trong kén có ẩn chứa sinh mệnh. Sinh mệnh hồng lô trong mệnh cung, thậm chí là sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi trụ đều có thể mượn lực lượng của bọn chúng để tế luyện mệnh khí. Nhưng mà, rất nhiều tiên hiền cũng không cho rằng sinh mệnh chi tuyền, ảo diệu chân chính của sinh mệnh hồng lô ở chỗ tế luyện mệnh khí. Về phần sự ảo diệu chân chính của sinh mệnh hồng lô, từ vạn cổ đến nay người chân chính nói được rõ ràng không có mấy người. Tu sĩ có được chủ mệnh cung cùng thứ mệnh cung, chân mệnh ở chủ mệnh cung, đồng thời, chân mệnh chi khí tức là chân khí cũng là ở trong chủ mệnh cung, chủ chân mệnh sát phạt phòng ngự. Về phần bảo khí, thì là ở trong thứ mệnh cung, đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa chân mệnh chi khí cùng mệnh khí. Bất quá, bảo khí cũng có tình huống, ví dụ như bảo khí không tế luyện, bảo khí không uẩn dưỡng, còn có một loại chính là bảo khí uẩn dưỡng tế luyện. Bảo khí không tế luyện, bảo khí không uẩn dưỡng ở trình độ rất lớn là bảo khí kế thừa trưởng bối, hoặc là bảo khí sau khi mình tế luyện không còn làm uẩn dưỡng nữa. Loại bảo khí này nó sẽ không lại tiếp tục tấn thăng cấp bậc của nó, tu sĩ tuy tùy thời có thể lấy ra sử dụng, nhưng mà nó là cấp bậc gì, vẫn là cấp bậc đó. Loại bảo khí này, ở trong mệnh cung, có bao nhiêu có thể cất giữ bấy nhiêu. Trên thực tế, mệnh cung là không gian cực lớn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thậm chí ngay cả thiên địa đều có thể thu nạp vào. Nhưng mà, uẩn dưỡng bảo khí lại khác, một cái mệnh cung chỉ có thể uẩn dưỡng một kiện bảo khí, ở trong cùng một đoạn thời gian. Sinh mệnh hồng lô cũng tốt, sinh mệnh chi tuyền cũng được, chúng nó đều chỉ có thể là luyện hóa đổ vào một kiện bảo khí. Cái này ý nghĩa ở trong quá trình này, mỗi một cái mệnh cung chỉ có thể nuôi một kiện bảo khí. Bảo khí được mệnh cung uẩn dưỡng sẽ theo đạo hạnh của ngươi thăng cấp mà tấn chức, đồng thời uy lực của nó cũng biến hóa theo công pháp ngươi tế luyện. Đối với tu sĩ mà nói, mượn sinh mệnh hồng lô trong mệnh cung, sinh mệnh chi trụ tế luyện bảo khí có hai loại vật liệu, một chính là đại đạo bảo kim, hai chính là đạo cốt thiên thú. Đại đạo bảo kim cùng thiên thú đạo cốt có khác nhau rất lớn, đại đạo bảo kim tế luyện bảo khí, cấp bậc là không có giới hạn. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, một khối đại đạo bảo kim ngươi có thể đem nó tế luyện thành tiên đế bảo khí. Nhưng đạo cốt của thiên thú thì khác, khi lấy đạo cốt của thiên thú thì thiên thú này có cấp bậc gì, tương lai ngươi tế luyện bảo khí cấp bậc sẽ không vượt qua đạo cốt của nó.
Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều tu sĩ ưa thích lấy đạo cốt thiên thú làm tài liệu bảo khí của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo khí thiên thú đạo cốt luyện ra có được đạo uy, đạo hình của thiên thú. Ví dụ như lấy đạo cốt của Thiên Cuồng Sư Hoàng luyện thành bảo khí. Vậy thì món bảo khí này không chỉ có uy lực của công pháp ngươi tế luyện, đồng thời còn có được thần uy sư hống của Thiên Cuồng Sư Hoàng. Lấy đại đạo bảo kim tế luyện bảo khí liền mang ý nghĩa hết thảy bắt đầu từ con số 0, nhưng tiềm lực của nó xa xa so với bảo khí đạo cốt thiên thú muốn lớn hơn rất nhiều, mà bảo khí do thiên thú đạo cốt tế luyện ở giai đoạn trước uy lực rất là cường đại. Lý Thất Dạ lấy sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực một lần lại một lần mà tưới đạo cốt của tiểu hồ đồ. Đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, không chỉ là đem đạo cốt này luyện thành bảo khí đơn giản như vậy, đối với hắn mà nói, tiểu hồ đồ có ý nghĩa không tầm thường. Tiểu hồ đồ có thể nói là thiên tính bẩm dị, thậm chí có thể nói là tuyệt thế vô song, chỉ có điều, khi nó còn nhỏ sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, nó cần lột xác hết lần này đến lần khác. Chính là bởi vì như thế, năm đó Lý Thất Dạ đem nó từ trong cựu thổ ra liền để Minh Nhân Tiên Đế ôm nuôi ở Tây Bộ Ma Bồi Lĩnh, ở nơi đó vạch ra cấm khu để làm nơi sinh trưởng hồ đồ. Ở chỗ đó là thích hợp nhất cho tiểu hồ đồ sinh trưởng, chỉ cần có đủ thời gian sinh trưởng. Một ngày nào đó, tiểu hồ đồ sẽ trở thành tồn tại khiến chư thần kinh hãi. Trên thực tế, ở mấy vạn năm trước, tiểu hồ đồ đã cường đại đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà, ở trong 3-4 vạn năm hắn ngủ say, lại phát sinh sự tình, tiểu hồ đồ bị giết. Cái này đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây là khiêu khích quyền uy của hắn, chuyện này sớm muộn có một ngày hắn sẽ cùng đối phương thanh toán sổ sách. Lý Thất Dạ lấy sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực một lần lại một lần đổ vào, cũng không biết qua bao lâu. Đạo cốt mơ hồ xuất hiện hà khí, cái này mới để Lý Thất Dạ thở dài một hơi, đây là có hy vọng. Lý Thất Dạ xem ra, chỉ cần có thể sinh hà khí, cái này mang ý nghĩa hy vọng, một ngày nào đó, hắn có thể để cho một tồn tại vô địch tái hiện thế gian. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 147, Lục Đạo Kiếm, 1. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đứng lên, mà lúc này, ngoài cửa đã đứng đấy Lý Sương Nhan cùng Tô Ung Hoàng. Lý Sương Nhan vẫn là lạnh như hàn mai, mà Tô Ung Hoàng cùng Lý Sương Nhan hoàn toàn khác biệt, Ung Hoàng hoa quý, hoàng trụ vô song. Thấy Lý Thất Dạ thu công, Lý Sương Nhan chính là vô thanh vô tức lui xuống, Tô Ung Hoàng lúc này mới cất bước tiến đến. Đồ nhi, ngươi phải biết, sư đồ có tôn ti khác biệt. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tô Ung Hoàng ung dung cao quý liếc mắt nhìn Lý Thất Dạ, nói, làm đồ đệ là không thể chịu kiến sư phụ, ngươi hiểu chưa? Lúc này đây vi sư sẽ không so đo với ngươi. Tô Ung Hoàng xuất thân từ Tô gia, có được huyết thống Minh Nhân Tiên Đế, hậu duệ quý tộc của nàng, lịch sự tao nhã của nàng, không phải giả vờ, cũng không phải hậu thiên bồi dưỡng mà thành, đây là tự nhiên mà thành, trong huyết thống của nàng liền chảy xuôi quý khí như vậy. Đừng quên, chúng ta không có thực sự sư đồ. Lý Thất Dạ bình tĩnh cười nói, làm sư tôn, ngươi không có truyền đạo thụ nghiệp, cái này có thể xưng sư tôn sao? Tiểu quỷ, một khi vi sư, cả đời vi phụ. Tô Ung Hoàng có chút nghiến răng, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nàng Hoàng Ân Dung, có 3 phần tiểu nữ nhân xinh đẹp này, thật sự là làm cho người ta hai mắt sáng ngời. Cả đời làm cha, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, cả đời làm cha, vậy cũng phải là ngươi là nam nhân mới được. Tô Ung Hoàng bị lời này chọc tức đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngứa ngáy trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, 7 phần quý khí, 3 phần xinh đẹp của nàng, thật sự là làm cho người ta mê muội. Có nhớ lời thề của Tô gia ngươi không? Lý Thất Dạ thu hồi nụ cười, trang trọng nhìn Tô Ung Hoàng, cuối cùng từ từ nói. Lý Thất Dạ nói ra lời này, để Tô Ung Hoàng chấn động tâm thần, nàng thu liễm nụ cười, không khỏi ngưng tụ đôi mắt đẹp, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói, cái này đương nhiên, vì sao phải hỏi như vậy? Lời thề của Tô gia, thế nhưng là liên quan đến vô thượng tiên, thể thuật, chỉ có truyền nhân mỗi một đời mới biết được, cái này làm sao không cho tâm thần nàng chấn động đây? Ta muốn ngươi lập một lời thề so với lời thề Tô gia ngươi càng nghiêm khắc hơn, lấy chân mệnh của ngươi thề. Lúc này, Lý Thất Dạ trầm giọng nói, bởi vì cái gì? Tô Ung Hoàng lúc này cũng không khỏi biến sắc, lấy chân mệnh thề, đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói đều là chuyện nghiêm trọng vô cùng. Một khi lấy chân mệnh thề,
lời thề này liền nương theo ngươi cả đời. Vô thượng tiên thể thuật của Thái Dương thể. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mỗi một chữ đều mạnh mẽ như lực, khí phách có thanh âm. Vô thượng tiên thể truyền Tô Ung Hoàng Thái Dương thể, đây là chuyện sau khi hắn suy nghĩ sâu xa, không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Tô Ung Hoàng là hậu nhân của Thiên Nhai Tô gia, lại là trời sinh Chu Hoàng Thánh thể, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn là quyết định truyền Tô Ung Hoàng vô thượng tiên thể thuật, nếu không, lãng phí khối nguyên liệu này của Tô Ung Hoàng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lúc này cặp mắt xinh đẹp của Tô Ung Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ung dung quý khí nàng cũng không khỏi hoa nhan thất sắc. Lập tức đứng lên, không thể tưởng tượng nổi, nói, tiên thể thuật này, tuyệt thế vô song, ngươi làm sao có thể có được. Tô Ung Hoàng tu luyện vô thượng tiên thể thuật của chú thiên thể, làm người đương thời có thể truyền thừa loại thể thuật này, nàng đương nhiên minh bạch thể thuật này nghịch thiên. Tổ tiên của bọn họ đã từng nói, ở trong một loạt thể thuật của chú thiên thể này, không có thể thuật khác so với thể thuật Tô gia bọn họ truyền thừa. Có thể nói, thể thuật Tô gia bọn họ ở trong hệ liệt chú thiên thể là đệ nhất. Hiện tại Lý Thất Dạ nhắc tới vô thượng tiên thể thuật Thái Dương thể, điều này làm cho Tô Ung Hoàng thoáng cái rung động, nàng tu luyện qua chú thiên thể, đương nhiên biết rõ thể thuật này tuyệt thế vô song. Người khác là không thể nào. Lý Thất Dạ ung dung không vội nói, nhưng mà, ta là Lý Thất Dạ. Một câu nói bình thường, lại có tự tin không người có thể so sánh. Đôi mắt Tô Ung Hoàng mở thật to, nhìn Lý Thất Dạ, câu nói vô cùng tự tin này của Lý Thất Dạ khiến trái tim nàng chấn động, trong lúc nhất thời hít thở dồn dập, bộ ngực phập phồng. Ngươi lập hay không lập? Lý Thất Dạ thì phong khinh vân đạm, nói, quyền quyết định ở trong tay ngươi. Cuối cùng, Tô Ung Hoàng thật vất vả ổn định tâm tư, hít thở một hơi thật sâu, nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng nàng trầm giọng nói, ta lập. Chân mệnh lập thệ cũng không phải trò đùa, nhưng nàng biết vô thượng tiên thể thuật của Thái Dương thể có ý nghĩa như thế nào. Sau khi Tô Ung Hoàng lập chân mệnh thệ ngôn, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nói, cũng phải cẩn thận nghe cho kỹ. Hy vọng ngươi với tư cách truyền nhân Tô gia, nếu để cho ta lặp lại lần nữa, cũng quá làm cho người thất vọng, biết không, sư phụ. Một tiếng sư phụ cuối cùng là kéo đến thật dài, có ba phần hài hước. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức, để Tô Ung Hoàng nóng lên mặt phấn, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ một cái, thần thái có ba phần kiều mị. Lý Thất Dạ đem một áo nghĩa khác của Dương trong thể thư truyền thụ cho Tô Ung Hoàng. Áo nghĩa của Dương của Chí Dương Cực Dương có thể diễn hóa ra hai loại vô thượng tiên thể thuật, Thái Dương thể, Chú Thiên thể. Tô Ung Hoàng vốn là tu luyện qua Chú Thiên thể, hiện tại tiếp nhận vô thượng tiên thể chi thuật của Thái Dương thể, lập tức đem nàng rung động, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể tin được. Lúc này, Tô Ung Hoàng hiểu rõ, Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn vô thượng tiên thể chi thuật cùng nàng tu luyện vô thượng tiên thể chi thuật là đồng xuất nhất nguyên. Thậm chí là có thể nói đồng căn đồng chi, chẳng qua là trên đồng chi mở ra hai đóa hoa khác biệt mà thôi, kết hai viên trái cây khác biệt mà thôi. Vào lúc này, Tô Ung Hoàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ biết ngôn tu luyện Thái Dương tiên thể vô thượng thể thuật cùng chú thiên thể vô thượng của nàng không xung đột. Hai loại vô thượng tiên thể thuật này, đồng nguyên đồng chi, lại như thế nào sẽ xung đột đâu này? Cái này hoàn toàn là rung động Tô Ung Hoàng. Lúc này, nàng đã biết vô thượng tiên thể thuật này bắt nguồn từ nơi nào. Thế gian đệ nhất tiên thể thuật, không ai có thể so sánh, vô thuật có thể so sánh. Ngươi làm sao lại có được tiên thể chi thuật như vậy? Đến bây giờ, Tô Ung Hoàng cũng không thể tin được, tiểu nam nhân trước mắt này, không, đồ đệ trước mắt của nàng, làm sao lại có được thể thuật như vậy? Lý Thất Dạ khoan thai cười nói, không nên quên, tiên đế báo mộng, trong mộng thụ đạo cho ta. Nói tới đây, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Lời như vậy để Tô Ung Hoàng không khỏi hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, cái này căn bản cũng không có khả năng, mặc dù nói cổ thiết thủ bọn hắn đều tin tưởng loại báo mộng thụ đạo này. Nhưng mà, Tô Ung Hoàng cũng không tin loại lý do thoái thác này, nhưng mà, nếu như không phải báo mộng thụ đạo, lại tựa hồ không có giải thích tốt hơn. Sau khi được Lý Thất Dạ thụ đạo, Tô Ung Hoàng đứng dậy rời đi, nàng phải trở về hảo hảo tìm hiểu vô thượng tiên thể thuật này. Đúng như Lý Thất Dạ trước đó nói, nàng chính là Chu Dương Thánh thể trời sinh, tu luyện Thái Dương tiên thể thích hợp nhất. Tu luyện vô thượng tiên thể thuật này, đây sẽ là đột phá lớn nhất của nàng. Đồ nhi. Thời điểm đi ra cửa, Tô Ung Hoàng lại quay đầu lại, nhìn xung quanh Lý Thất Dạ một chút, có ba phần dí dỏm, một phần vũ mị, sáu phần ung dung. Mỉm cười nói,
coi như ngươi truyền ta vô thượng tiên thể chi thuật, nhưng y nguyên không cải biến được sự thật ngươi là đồ đệ của ta. Đồ nhi, về sau phải hảo hảo hiếu thuận làm sư phụ, có cái gì tuyệt thế công pháp, có cái gì vô địch bảo vật, đều phải hiếu kính sư phụ, biết không? Nói xong, xoay người rời đi. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc kia vang lên ở ngoài cửa, truyền vào trong tai, đó là đặc biệt dễ nghe, đặc biệt êm tai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó gọi Lý Sương Nhan vào, hắn lấy ra kiếm gỗ từ ma bối lĩnh, đưa cho Lý Sương Nhan, vừa cười vừa nói, đều nói ngươi là kiếm thị của ta, nếu không ôm một thanh kiếm, làm sao có thể xưng kiếm thị, tìm vỏ kiếm tốt, mang theo nó. Nó không chỉ là kiếm của ta, cũng là kiếm của ngươi. Lý Sương Nhan nghe tức giận, không khỏi liếc hắn một cái, nàng cầm mộc kiếm trong tay, cẩn thận nhìn kiếm trong tay, hỏi, đây gọi là kiếm gì? Kiếm này do lục đạo liên thủy căn cùng bồ ma thụ thủy căn giao nhau mà thành, được thiên địa luyện hóa. Cuối cùng thành kiếm, ngươi có thể gọi nó là ma kiếm, lại có thể gọi nó là tiên ma kiếm, hoặc gọi nó là hắc bạch kiếm. Tùy tiện lấy một cái, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hắc bạch kiếm rất khó nghe. Lý Sương Nhan tức giận nói, gọi lục đạo kiếm đi. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, nàng trong lúc bất giác buông xuống lạnh như băng của mình, phong thái của tiểu nữ nhân có một phen phong vị khác. Thử một lần huyền diệu của nó đi. Đối với cái tên như vậy, Lý Thất Dạ từ chối cho ý kiến, vừa cười vừa nói. Lý Dương Nhan nắm lục đạo kiếm trong tay, huyết khí khẽ động, ông một tiếng, trong nháy mắt này, hắc bạch quang mang phun ra nuốt vào. Hắc bạch quang mang đan vào một chỗ, tựa như âm dương thái cực, quấn giao triển không ngớt, chìm nổi thiên địa. Kiếm này nắm trong tay Lý Sương Nhan, lập tức liền biến vô cùng, ông một tiếng, theo một tiếng vang nhỏ, thân thể Lý Sương Nhan phun ra tiên quang. Thanh khiết vô cùng, sáu đạo kiếm quang màu trắng vậy mà như cá gặp nước, lập tức cùng thể quang của Lý Sương Nhan dung hợp lại với nhau. Mà hào quang màu đen lại kiêng kỵ tiên thể chi quang của Lý Sương Nhan, nhưng mà, tiên thể chi quang lại lập tức đem hắc mang hút tới. Để Lý Sương Nhan chấn động toàn thân, trong nháy mắt này, nàng cảm giác vô cấu thể của mình phát huy đến cực hạn đồng dạng, vạn pháp bất xâm. Đồng thời theo tiên thể chi quang của nàng hút vào hắc mang, lập tức để cho nàng cảm giác như là gánh chịu âm dương, trưởng quản càn khôn, lập tức có được lực lượng cường đại. Tốt lắm, kiếm này thật sự rất thích hợp với ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, có kiếm này ở bên cạnh ngươi, kiếm này có thể uẩn dưỡng thể chất của ngươi, để tăng cường huyết khí của ngươi, đối với ngươi có ích lợi cực lớn. Để cho ngươi tu hành có thể làm ít công to. Nhưng kiếm này có một nửa là gốc của bồ ma thụ mà thành, ma khí trong đó có thể phản phệ vô cấu thể của ta không? Lý Dương Nhan không khỏi lo lắng nói. Lục Đạo Liên có thể nói là tác phẩm thiên hợp với vô cấu thể của nàng, nhưng bồ ma thụ lại tương khắc với vô cấu thể của nàng. Ngươi quá coi thường thể thuật ta truyền cho ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, so với thể thuật của ngươi, bồ ma thụ có đáng là gì, ngươi nhớ câu nói kia không? Chương 148, Lục Đạo Kiếm, 2. Càn khôn như gà con, hỗn độn sơ khai, thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo minh cửu thư. Lý Dương Nhan không, khỏi lẩm bẩm nói, người ở bên cạnh mà nói, Lý Thất Dạ đối với Lý Dương Nhan là thập phần tín nhiệm. Lý Dương Nhan đối với hắn trung tâm là trải qua được khảo nghiệm, bí mật thể thư đối với Lý Dương Nhan mà nói, chỉ là giữ kín không nói ra. Đối với bí mật này, Lý Dương Nhan cũng thủ khẩu như bình, trừ chính nàng, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Cửu thư, sánh vai thiên địa, tuyên cổ vĩnh tồn, chỉ là bồ ma thụ cùng thể thuật của ta so sánh, không tính là cái gì. Lý Thất Dạ cười lắc đầu đối với Lý Dương Nhan nói, ngươi phải đối với vô cấu thể của mình có lòng tin, tuyệt đối có thể trấn áp nó. Ngược lại, ma tính của bồ ma thụ sẽ bị vô cấu thể luyện hóa, tại trên đạo hạnh, cái này sẽ giúp ngươi một tay. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Dương Nhan lúc này mới thở dài một hơi, hiện tại nàng tu luyện vô thượng tiên thể chi thuật. Có thể nói là dần vào giai cảnh, nàng phát huy uy lực vô cấu thể, đó là càng lúc càng lớn. Kiếm này, không chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Lý Thất Dạ nói với Lý Dương Nhan, nó là lục đạo liên cùng bồ ma thụ gốc mà thành, từ thời đại cực kỳ cổ xưa mà đến. Chúng nó minh khắc lục đạo liên cùng bồ ma thụ đại đạo, nó tiếp nhận thiên địa luyện hóa áo nghĩa, thiên địa bắt bọn nó luyện hóa thành kiếm. Cái này đã siêu thoát phạm trù lục đạo liên cùng bồ ma thụ đại đạo, thậm chí, nó chất chứa ảo bí của trời cao, ở trên thanh kiếm này,
ngươi có thể nhìn trộm thiên đạo môn kính. Lĩnh ngộ cho tốt đi, nói không chừng có một ngày ngươi có thể sáng tạo ra thiên đạo của mình. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Dương Nhan vì đó động dung, thiên đạo. Đây là liên quan đến tồn tại cao nhất, một khi thiên đạo đại thành, liền mang ý nghĩa tương lai có khả năng thành tựu tiên đế, gánh chịu thiên mệnh. Còn ngươi, Lý Dương Nhan phục hồi tinh thần lại, nàng minh bạch thanh lục đạo kiếm này là tuyệt thế vô song, thậm chí giá trị của nó không thua gì tiên đế chân khí. Đây không chỉ là một kiện binh khí, càng là gánh chịu lấy vô thượng đại đạo. Ta đã tìm hiểu một ít thời gian, mỗi người có cơ duyên khác nhau, tìm hiểu cũng khác nhau, chính ta có một hình dáng, ngươi hảo hảo tìm hiểu đi, nếu như thời điểm ta cần, liền sẽ hướng ngươi muốn. Lý Thất Dạ nói ra, lục đạo kiếm tới tay, hắn liền phỏng đoán ảo diệu trong đó, có cảm ngộ. Tuy rằng hắn là phàm mệnh, nhưng mà, hắn có được tu đạo quan, kinh nghiệm tu đạo là không người có thể so sánh. Cho nên, tìm hiểu lục đạo kiếm, hắn ở trong đó ngộ ra một môn kiếm pháp. Sau khi Lý Dương Nhan rời đi, Lý Thất Dạ lấy ra vạn lô thần, tế ra, quát, mở. Con cóc trong tay rời khỏi tay, thời điểm rơi xuống đất, liền hóa thành một vị lô thần. Vạn lô thần rơi xuống đất, con cóc mở miệng rộng ra. Lý Thất Dạ một tay lò, vận chuyển dược đạo vô thượng trong dược thần đại điển, thôi động lô hỏa. Hô, 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 tùy thúc dục lô hỏa, ở trong hỏa nguyên thoát ra hỏa diễm, hóa thành một cái dược đỉnh, nhưng mà Lý Thất Dạ cũng không có đình chỉ, y nguyên là thúc dục lô hỏa. Theo Lý Thất Dạ thúc dục lô hỏa, ngọn lửa từ trong hỏa nguyên xông ra kết thành dược đỉnh thứ hai. Tình huống như vậy vẫn tiếp tục, theo vô thượng dược đạo luyện hóa, trong lô từng dược đỉnh bị kết thành. Từng dược đỉnh kết thành, đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, một hỏa nguyên của lô thần chỉ có thể kết thành một dược đỉnh, chỉ có một ít lô thần cực kỳ quý hiếm, hoặc là lô thần xuất từ trong tay dược sư trong truyền thuyết mới có thể kết thành hai hoặc là mấy dược đỉnh. Nhưng mà, lúc này, trong vạn lô thần lại kết thành từng cái dược đỉnh, loại tình huống này là xa xa không có kết thúc, chỉ sợ bất kỳ dược sư nào thấy một màn như vậy đều sẽ rung động. Đây là chuyện không thể nào, lại xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ. Nếu như bất kỳ một dược sư nào thấy được bên trong lô thần của Lý Thất Dạ kết thành từng dược đỉnh, chỉ sợ là sợ tới mức ngẩn người. Đây có thể nói là bảo vật vô thượng, tuyệt đối là lô thần vô thượng khiến bất cứ người nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Những ngày tiếp theo, Lý Thất Dạ đắm chìm trong lô thần kết đỉnh, hắn kết đỉnh càng ngày càng nhiều, nghe được kết hơn 500 đỉnh, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Điều này làm cho Lý Thất Dạ hiểu được, đạo hạnh của hắn còn chưa đủ cường đại, lấy huyết khí cùng thiên địa tinh khí của hắn còn chưa đủ chống đỡ tất cả hỏa nguyên của lô thần. Nếu có người có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ một hơi kết hơn 500 hỏa đỉnh, nhất định sẽ bị dọa đến ngẩn người. Đây căn bản là chuyện không có khả năng, chỉ sợ vạn cổ đến nay liền không có người có thể ở trong lô thần kết xuất nhiều hỏa lô như vậy. Đương nhiên, đây chính là địa phương nghịch thiên vô song của vạn lô thần. Nó từ vạn cổ sống đến bây giờ, nuốt vào hỏa chủng không biết có bao nhiêu, càng đáng sợ hơn là. Thời điểm năm đó Lý Thất Dạ cùng dược thần nuôi dưỡng nó, có thể nói là thu nạp thiên địa bát hoang, cửu giới thập phương hỏa chủng, linh dược tiên thảo đến nuôi dưỡng nó. Không chút khoa trương nói, ngay tại thời đại bọn hắn nuôi dưỡng kia, thế gian chỉ sợ đã không có vạn mồi lửa mà lô thần chưa từng ăn qua linh dược tiên thảo. Lúc ấy nếu có người biết bọn họ xa xỉ nuôi dưỡng một lô thần như thế, chỉ sợ là sợ tới mức ngẩn người. Nhất định là cho rằng hai người bọn họ là điên rồi, chỉ có kẻ điên mới có thể làm ra chuyện như vậy. Trên thực tế, dược thần năm đó cũng coi là nửa người điên, chính là bởi vì như thế, Lý Thất Dạ với tư cách âm nha mới có thể gọi hắn là dược phong tử. Tạm thời mà nói, Lý Thất Dạ đã đạt tới cực hạn của kết đỉnh, cho nên hắn rời đi mục tiêu, không hề kết đỉnh, mà là lấy dược đạo vô thượng tu luyện ngự hỏa thuật. Ở trong lò, theo Lý Thất Dạ vô thượng dược đạo tế luyện, chỉ thấy lô hỏa là sinh động như thật, khi thì hóa thành tuấn mã, khi thì hóa thành phi ưng, khi thì hóa thành cá bơi, khi thì hóa thành nước chảy. Đối với một dược sư mà nói, ngao thể cao cũng tốt, tinh huyết dược cũng được, thậm chí là luyện mệnh đan. Dược đạo không chỉ là nắm giữ dược lý, không chỉ là nắm giữ đối với thủ pháp luyện đan, đối với nắm giữ hỏa hầu. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu chính là ngự hỏa chi đạo. Đối với hỏa nguyên trường ngự trong lô thần, trực tiếp ảnh hưởng linh dược cung tốt xấu. Dược đạo của một dược sư mạnh yếu, ngự hỏa chi đạo cũng là một trong những mấu chốt.
Dược đạo, thế gian đã khó có người lại vượt qua dược thần cùng âm nha lý thất dạ năm đó. Có thể nói, dược thần năm đó viết xuống dược thần đại điển chính là thành dược đạo tối đỉnh phong, không người có thể vượt qua. Dược đạo cũng tốt, ngự hỏa thuật cũng được, dược thần đại điển sáng tác, có một nửa công lao của hắn, hôm nay lại tu dược thần đại điển, đối với lý thất dạ mà nói đó là xe nhẹ chạy xa. Hắn tu luyện ngự hỏa thuật đến, vậy không bao lâu liền có thể đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như người không biết chuyện thấy ngự hỏa thuật của Lý Thất Dạ tiến bộ kinh người như thế, chỉ sợ đều sẽ sợ hãi thán phục đây là thiên tài tuyệt thế vô song, người như vậy quả thực chính là dược sư trời sinh. Thế nhân đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ có thể tùy tiện có thành tựu như vậy, không chỉ là cố gắng hiện tại, ở sau lưng, càng là có hắn trăm ngàn vạn năm qua gian khổ trả giá. Nắm giữ ngự hỏa chi đạo, Lý Thất Dạ bắt đầu luyện đan, hắn ngay từ đầu chỉ luyện một đỉnh, hơn nữa còn lựa chọn thọ dược. Ở giữa dược sư, có một câu nói như vậy, ngao thể cao, tinh thọ dược, luyện mệnh đan. Ở trong ba đại linh dược này, thể cao dễ dàng rèn luyện nhất, thọ dược thứ hai, mệnh đan khó khăn nhất, khảo nghiệm công lực của một dược sư chính là mệnh đan. Lý Thất Dạ lấy được thọ dược, lại luyện mệnh đan, đối với hắn mà nói, bắt đầu thọ dược, đây chẳng qua là làm nóng người, mệnh đan mới là mục tiêu của hắn. Ở trong vô thượng dược đạo, Lý Thất Dạ là đắm chìm một đoạn thời gian, mà người trong tẩy nhan cổ phái cũng sẽ không dễ dàng quấy rầy Lý Thất Dạ tu hành. Mà, ngay tại trong mấy tháng Lý Thất Dạ đắm chìm trong luyện đan, có một ngày, cô Phong đột nhiên tới khách nhân, hơn nữa đối phương đi tới tẩy nhan cổ phái, chỉ tên muốn gặp Lý Thất Dạ. Khi xe ngựa dừng lại trên đỉnh núi, ngoài phu xe, trên xe ngựa có ba người đi xuống, một vưu vật tuyệt thế vô song, nghiêng nước nghiêng thành, hai người khác mặc áo đen, đội mũ che mặt. Hai người này không thấy rõ gương mặt, bọn họ đỡ cô gái đi vào. Vưu vật nghiêng nước nghiêng thành này chính là xuất thân từ Ngọc Tẫn Cương Quốc Trần Bảo Kiều. Lúc này, Trần Bảo Kiều được hai người áo đen đỡ, sắc mặt tái nhợt, đi đường cũng không vững. Mặc dù như thế, vẫn không tổn hại đến thái độ vũ mị tuyệt thế vô song của nàng, sắc mặt tái nhợt, điều này làm cho Trần Bảo Kiều càng làm cho người ta trìu mến. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Vừa vào cửa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều suy yếu liền nói ra lời như vậy. Mặc dù chuyện như vậy cũng không để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của Trần Bảo Kiều liền để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn. Sau khi Lý Xương Nhan đỡ nàng ngồi xuống, Lý Thất Dạ nhìn nàng một hồi lâu, kinh ngạc nói, ngươi là hủy đạo cơ. Lúc này, Trần Bảo Kiều không khỏi nở nụ cười, tuyệt thế khuynh dung, vũ mị vô song nàng tại thời điểm cười. Có khổ sở nói không hết, có ảm đạm nói không nên lời, tựa như là hoa tươi tàn lụi, có vẻ đẹp thê lương nói không hết. Không biết ngươi có còn thu nhận một phế nhân như ta không nữa. Nói tới đây, Trần Bảo Kiều không khỏi cười khổ, nhưng mà, tính tình nàng rất mạnh, vẫn ưỡn thẳng ngực ngồi ở chỗ đó, mặc dù nói ra lời như vậy, nhưng cũng không có tự oán tự thương. Thu, Lý Thất Dạ nhàn định nói, hủy đạo cơ mà bản thân, đối với ta mà nói, không có chuyện gì ghê gớm. Bất quá, ngươi nhanh như vậy đầu nhập vào ta, cái này khiến cho ta ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ta thoát ly Trần gia, thoát ly Ngọc Tẫn Cương Quốc, thoát ly Bảo Trụ Thánh Tông. Trần Bảo Kiều đắng chát cười một tiếng, có chua xót nói không hết, có nói không hết không bỏ cùng khổ sở, nói ta đem hết thảy đều trả lại cho gia tộc, trả lại tông môn, hết thảy bảo vật, hết thảy kỳ chân, thậm chí là công pháp đạo cơ, toàn bộ đều trả lại cho tông môn gia tộc. Nghe được lời nói của Trần Bảo Kiều, Lý Dương Nhan cũng không khỏi vì đó động dung, Trần Bảo Kiều bỏ ra vô số cố gắng, rốt cục thành tựu thực lực hào hùng. Nhưng mà, một lúc tầm đó, liền hủy đi một thân đạo hạnh, hủy đi tất cả đạo cơ, cái này đối với một tu sĩ đến, ninh nhiên chết, cũng sẽ không hủy đi đạo cơ của mình. Đây là đả kích chí mạng. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 149, Bá Tẫn Tiên Tuyển Thể, 1. Hủy đi đạo cơ, đối với một tu sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn mà nói, đó là đả kích chí mạng, sống không bằng chết, nhưng là, Trần Bảo Kiều lại làm được, đây là cương liệt bực nào. Cương liệt quyết tuyệt như thế, cái này khiến cho Lý Xương Nhan lạnh như băng xương, nữ tử như ngạo tuyết hàn mai cũng không khỏi vì đó động dung, bội phục, cái này hoàn toàn chính xác cần đại nghị lực. Sao vậy?
Thánh Thiên đạo tử muốn cưới ngươi. Lý Thất Dạ cũng không phải hết sức bất ngờ, Bá Tẫn Tiên Tuyền thể, thế gian không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn, người có được loại thể chất này, tính cách là nóng bỏng cương liệt. Như tổ mẫu Trần gia, lúc tuổi còn trẻ cũng là công chúa nóng bỏng, đến sau khi trở thành hiền thê lương mẫu, mới ngoài mềm trong cứng, giúp chồng dạy con. Cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Trần Bảo Kiều lạnh lùng nói, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng tràn đầy quyết tuyệt, lời này có lực, có khí phách, không có chỗ xoay chuyển. Nguyên lai, Thánh Thiên giáo đã hướng Ngọc Tẫn Cương quốc yêu cầu, muốn Trần Bảo Kiều gả cho Thánh Thiên đạo tử. Trần Bảo Kiều cùng Thánh Thiên đạo tử thông gia trước đó cũng đã định ra, hiện tại có thể nói là nước chảy thành sông. Hơn nữa, Bảo trụ Thánh Tông, Ngọc Tẫn Cương quốc cũng vui vẻ có một minh hữu như Thánh Thiên giáo, cho nên hôn sự hai nhà bị đưa lên nhật trình. Nhưng lần này lại nhận được sự phản đối kiên quyết của Trần Bảo Kiều. Trước kia, Trần Bảo Kiều cực kỳ mâu thuẫn đối với hôn sự này, mà lần này, Trần Bảo Kiều đối với hôn sự này chính là thề sống chết không lấy chồng. Hoặc là gả qua một bộ tử thi, hoặc là không gả. Chuyến đi Ma Bối Lĩnh, Thánh Thiên đạo tử thấy chết không cứu, lãnh huyết công lợi, cái này hoàn toàn để Trần Bảo Kiều đối với một cọc hôn nhân này chặt đứt hết thảy niệm tưởng. Cho nên, lần này thông gia, thái độ Trần Bảo Kiều là kiên định vô cùng, không có bất kỳ đường sống quay về, hoặc là chết, hoặc là không gả. Mặc dù nói Bảo trụ Thánh Tông ép Trần Bảo Kiều gả, nhưng một khi Trần Bảo Kiều quyết tâm mà chết, Bảo trụ Thánh Tông cũng không thể đem một bộ tử thi gả qua. Đây quả thực là để cho hai phái trở mặt thành thù. Cuối cùng, dẫn đến Trần Bảo Kiều hủy đi đạo hạnh, trả lại hết thảy tông môn. Trên thực tế, hết thảy cũng có kết quả Trần gia che chở, nếu không, Trần Bảo Kiều chỉ sợ chưa chắc có thể rời đi. Tốt, ta có thể nhận ngươi. Lý Thất Dạ gật đầu nói, bất quá, ta cũng không thu người lai lịch không rõ. Nói xong, nhìn hai hắc y nhân bên người Trần Bảo Kiều. Lúc này, hai người áo đen đều gỡ xuống quần áo, một nam một nữ, nữ cùng Trần Bảo Kiều có vài phần tương tự. Hai người này chính là cha mẹ của Trần Bảo Kiều. Đối với cha mẹ của Trần Bảo Kiều mà nói, đây là một quyết định thống khổ, một đứa con gái tốt của mình lại rơi vào kết cục như thế. Cha, mẹ, các người không cần lo lắng cho con sẽ bình an. Trần Bảo Kiều đứng lên ôm lấy cha mẹ, lúc này nàng vẫn kiên cường như cũ, nhưng mà trong lúc bất tri bất giác, nước mắt ướt đẫm đôi mắt đẹp. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng phải là lúc từ biệt, tràng diện chia ly, làm cho lòng người không khỏi chua xót. Mặc dù là như thế, Trần Bảo Kiều vẫn kiên cường, vẫn như cũ nhịn được nước mắt. Lão nô lưu lại chiếu cố tiểu thư, lão nô cũng không phải Trần gia đệ tử. Trước khi chia tay, lão bộc nói, năm đó lão nô nợ Trần huynh một mạng, đáp ứng chiếu cố hậu đại của hắn, lão nô lưu lại là được. Sau này không cần vì phu nhân cùng lão ra dốc sức nữa. Nói xong hướng vợ chồng Trần thị bái một cái. Thạch bá ngôn trọng, lúc cha ta còn sống, để tiểu chất đối đãi với thạch bá bá như trưởng bối, có thạch bá bá chiếu cố Bảo Kiều, không thể tốt hơn. Phu thê Trần thị vội đỡ lão bộc lên nói. Cuối cùng, vợ chồng Trần thị hướng Lý Thất Dạ khom người, nói, tiểu nữ liền nhờ Lý công tử, hy vọng Lý công tử có thể chiếu cố nhiều hơn. Đối với vợ chồng Trần thị mà nói, em, con gái ngàn vàng của mình tặng cho người khác làm thị nữ, đây là chuyện khó lựa chọn đến bực nào, Trần Bảo Kiều thuyết phục cha mẹ mình, có thể nói là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Sau khi tiễn Trần thị vợ chồng, Lý Thất Dạ nói với Trần Bảo Kiều, từ nay về sau, ngươi liền cũng xương nhan ở cùng một chỗ, về phần làm như thế nào, xương nhan sẽ dạy ngươi. Về phần thạch lão, như vậy đi, tới tẩy nhan cổ phái ta làm một gã khách khanh đi, chỉ cần vì tẩy nhan cổ phái ta thuần phục, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ công tử dẫn dắt, lão nô ghi nhớ. Lão bộc cúi đầu nói. Hắn không dám có chút khinh thị tâm tính thiếu niên trước mắt, hắn từng thấy qua thủ đoạn của Lý Thất Dạ, trong lúc nói cười, đồ vạn cường giả. Cho dù là cổ thánh của Thanh Huyền cổ quốc, vậy cũng đều ở trong tính toán của hắn, cá nhân hắn là cực kỳ coi trọng thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt. Sau khi Trần Bảo Kiều theo Lý Xương Nhan đi, Lý Thất Dạ để cho Cổ Thiết Thủ dàn xếp lão bộc của Trần Bảo Kiều. Trần gia thạch cảm đương, Cổ Thiết Thủ nghe lời này, cũng không khỏi động dung, nhìn lão nhân trước mắt, cũng không khỏi vội vàng cúi đầu. Cổ huynh quá lời, thạch cảm đương năm đó đã chết, hiện tại lão hủ chỉ là một tiểu lão đầu vô danh mà thôi. Thạch lão vội hoàn lễ nói, Trần gia thạch dám làm khách khanh của tẩy nhan cổ phái,
để Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi vì đó tinh thần chấn động. Năm đó Thạch Cảm Đương tại Đại Trung Vực là một đại hung nhân, có thể nói là hung danh hiển hách. Hắn xuất thân dân dã, lại tại thời đại đạo khó đang lâm chân nhân cảnh giới, cái này có thể nghĩ hắn là bao nhiêu nghị lực. Thiên phú kinh người, chỉ là bởi vì như thế, hắn cả đời cũng lập xuống vô số địch thủ. Nghe nói ngàn năm trước bị Cừu gia đuổi giết, bị bức đến cùng đường, bị giết dãy ruộng, chỉ còn lại có một hơi thở. Cuối cùng là chủ nhân Trần gia cứu hắn, từ đó về sau, hắn liền lưu lại Trần gia, ngoại nhân không còn có người nghe qua tin tức Thạch Cảm Đường. Sau này chính là người tẩy nhân cổ phái. Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nói, chỉ cần có công với tẩy nhân cổ phái, tương lai tất có đại tạo hóa. Thạch Cảm Đương mặc dù là một tên hung nhân, nhưng mà, ở trước mặt Lý Thất Dạ một chút cũng không dám làm càn. Mặc dù hắn từng bị người xưng là hung nhân, chỉ sợ người hắn cả đời giết, không nhiều bằng Lý Thất Dạ tại Ma Bối lĩnh đồ, ngay cả cổ thánh đều giết. Nếu như hắn xưng hung nhân mà nói, như vậy Lý Thất Dạ chính là hung nhân vương. Cho nên, nghe Lý Thất Dạ nói, Thạch Cảm bái một cái, thái độ rất là cung kính. Lần này Trần Bảo Kiều tới nương nhờ Lý Thất Dạ, đồng thời cũng mang đến cho Lý Thất Dạ một tin tức, nàng đối với Lý Thất Dạ nói, Thánh Thiên Giáo chỉ sợ là leo lên Thanh Huyền Cổ Quốc, nghe đồn trước đó Thánh Thiên Đạo Tử Long Tường Thiên từng đi sứ Thanh Huyền Cổ Quốc. Lần này Thánh Thiên Giáo vội vã cùng Bảo Trụ Thánh Tông thông gia, chỉ sợ là muốn liên hợp, lực lượng, hướng Thanh Huyền Cổ Quốc biểu hiện thực lực, muốn lấy được lợi thế lớn nhất. Nói đến đây, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó lo lắng nói, Thánh Thiên Giáo nếu là trèo lên Thanh Huyền Cổ Quốc, chỉ sợ là đối với ngươi, đối với tẩy nhan cổ phái bất lợi. Có Thanh Huyền Cổ Quốc làm chỗ dựa, chỉ sợ Thánh Thiên Giáo càng đủ lực lượng. Chỉ là một Thanh Huyền Cổ Quốc mà thôi, sao mà đủ để nói. Đối với tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, ung dung mà cười nói, bọn hắn thức thời, liền tiếp tục làm bá chủ của mình. Nếu không thức thời cản ta đạo, cổ quốc thì như thế nào, chiếu diệt không lầm, chỉ là Thanh Huyền Cổ Quốc. Lời nói phong khinh vân đạm như thế, không thèm quan tâm chút nào, điều này làm cho Trần Bảo Kiều không nói nên lời, mở miệng diệt cổ quốc, đây không phải là phách lối bình thường. Nhưng mà, chậm rãi, nàng cũng không khỏi không quen Lý Thất Dạ phách lối, lời nói bá khí như thế từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, cũng không để cho nàng cảm thấy là khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri. Trần Bảo Kiều đến tẩy nhan cổ phái đã nhiều ngày, sau khi tình huống của nàng ổn định, Lý Thất Dạ gọi nàng tới, nói với nàng, quy định của ta. Dương Nhan cũng nói với ngươi, hôm nay, ngươi bắt đầu lại từ đầu, lập xuống lời thề, từ nay về sau ngươi theo là người của ta, từ nay về sau đi theo ta. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, bằng không thì, hoặc là ngươi cả đời tuân thủ lời thề của mình, hoặc là chân mệnh cắn trả. Ta không hối hận, Trần Bảo Kiều âm vang hữu lực nói, ta lấy chân mệnh của ta thề. Tuyệt không hối hận. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, Trần Bảo Kiều lấy chân mệnh thề. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói, ngươi trước luyện thể thuật, vô thượng tiên thể thuật. Hậu thiên chi thể, cũng có tiên thể chi thuật. Trần Bảo Kiều nghe được Lý Thất Dạ nói, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Xuất phát từ tay ta, chính là tiên thể chi thuật. Lý Thất Dạ nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, nếu như bá tẫn tiên tuyển thể của ngươi đại thành, sẽ không thua kém bất kỳ tiên thể đại thành nào. Tổ mẫu của các ngươi đã từng bá tẫn tiên tuyển thể ngạo thị thập phương thiên địa. Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó động dung, đây không chỉ là vì thể chất của mình mà động dung, cũng là vì câu nói sau cùng của Lý Thất Dạ mà động dung. Đại thành tiên thể, xuất thân từ Bảo Trụ Thánh Tông nàng biết rõ ý vị như thế nào. Ở Bảo Trụ Thánh Tông, đã từng có mấy vị sư tổ chính là đại thành thánh thể, ở thời đại của bọn họ, đại thành thánh thể đều có thể xưng là vô địch. Đã từng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chính là bởi vì như thế mới tạo nên Bảo Trụ Thánh Tông hôm nay. Về phần đại thành tiên thể, không dám tưởng tượng, vạn cổ đến nay, người đại thành tiên thể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói, vạn cổ đến nay, đại thành tiên thể không vượt qua 5 cái, cũng có người nói, đại thành tiên thể không vượt qua 10 người. Nếu như bá tẫn tiên tuyển thể của nàng đại thành, tăng nhiên có thể sánh vai với đại thành tiên thể, đây là đáng sợ bực nào. Làm sao ngươi biết tổ mẫu của Trần gia ta là bá tẫn tiên thể đại thành? Trần Bảo Kiều cũng không nhịn được hỏi, về cách nói như vậy, Trần gia bọn họ căn bản cũng không có ghi chép, mà tổ tiên Trần gia bọn họ chính là thánh thể đại thành, đây là chuyện thế nhân đều biết. Có một ngày, ngươi nếu có hậu đại,
hậu đại của ngươi sẽ biết ngươi là trời sinh mẫu thân tiên tuyển thể sao? Hậu đại của ngươi sẽ biết ngươi tu luyện thành vô thượng thân thể sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nhàn định nói. Lý Thất Dạ lời này để Lý Xương Nhan trái tim kịch chấn. Tú Mục Vũ mị động lòng người nhất thời trợn thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nàng nghĩ tới lời thề chân mệnh của mình. Nàng lấy chân mệnh của mình lập qua lời thề như thế, chẳng lẽ nói Trần gia tổ mẫu nàng cũng lập qua lời thề như vậy? Chẳng lẽ ta, tổ mẫu Trần gia ta đã từng được cao nhân truyền thụ? Ngươi, ngươi chính là hậu đại của cao nhân kia. Trần Bảo Kiều không khỏi động dung nói. Nghĩ đến Lý Thất Dạ biết rõ Bá Tẫn tiên tuyền thể mà chính nàng cũng không biết, nghĩ đến Lý Thất Dạ lại biết bí mật bất truyền của Trần gia nàng, lúc này Trần Bảo Kiều có điều hiểu ra. Chương 150, Bá Tẫn tiên tuyền thể 2. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói, có phải hay không, cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ an tâm tu luyện cho ta. Ngươi tu thể thuật xong, lại tu công pháp, chờ ngươi tu luyện thể thuật xong, lại tu luyện Bích Loa Tâm Pháp của Tẩy Nhan cổ phái ta. Bích Loa Tâm Pháp, Trần Bảo Kiều không khỏi ngây ngốc một chút, nhịn không được nói, Xí Nhan cổ phái nhập môn tâm pháp. Đừng xem thường tâm pháp này. Nếu như ngươi có thể chân chính nắm giữ tất cả huyền ảo của môn tâm pháp này, đủ để cho ngươi hưởng thụ cả đời. Lý Thất Dạ nói ra, thể chất của ngươi không giống người thường, ngươi tu hành, hết thảy lấy Bá Tẫn tiên tuyển thể làm cơ sở. Bích Loa tâm pháp là công pháp đường hoàng chính đạo, về sau nó có thể kiêm dung tất cả công pháp ngươi tu luyện. Chỉ cần có Bá Tẫn tiên tuyển thể làm chỗ dựa, Bích Loa tâm pháp là tâm pháp kiêm dung tốt nhất, hiểu chưa? Thầy Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế, Trần Bảo Kiều cũng không còn chất vấn quyền uy của Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuật cho nàng, tụ tinh hội thần, đó là sợ bỏ qua bất luận một chữ, bất kỳ một câu nói gì. Khi nghe Trần Bảo Kiều được Lý Thất Dạ truyền thụ, nàng mới thật sự rung động, lúc này nàng minh bạch vì sao Lý Thất Dạ tự tin như thế, nàng xuất thân Bảo Trụ Thánh Tông. Gặp qua không ít thể thuật, hiện tại nghe Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuật, mới hiểu được đây mới là thể thuật tuyệt thế vô song chân chính. Thể thư có thể nói là ngọn nguồn của hết thảy thể thuật. Nó cũng không chỉ có 12 tiên thể thuật, nó có được căn nguyên của tất cả thể thuật. Đương nhiên, đây là Lý Thất Dạ tìm hiểu vô số tuế nguyệt, diễn biến trăm ngàn vạn năm, lúc này mới giải hết. Tất cả ảo diệu của thể thư, thập nhị tiên thể thuật, có thể nói chỉ là một bộ phận của thể thư, thập nhị tiên thể thuật, cũng là 6 chữ cực kỳ. Giống như tu luyện thân thể Bá Tẫn tiên tuyền của Trần Bảo Kiều, đó là một áo nghĩa khác bên trong thể thư. Hơn nữa, thân thể Bá Tẫn tiên tuyền của Trần Bảo Kiều không nằm trong hệ liệt của 12 tiên thể. Nếu như chia thể chất thành 10 phần thuộc tính, như vậy 12 tiên thể chính là cực điểm. Nói thí dụ như Thái Dương thể chính là Chí Dương Cực Dương, 10 phần thuộc tính đều là dương chất. Trần Bảo Kiều có thể chất Bá Tẫn tiên tuyền cực kỳ hiếm thấy, trong 10 phần thuộc tính, 6 chữ đều chiếm. Âm, dương mỗi thứ chiếm 1, thanh, hồn mỗi thứ chiếm 1, vừa chiếm 4, nhu chiếm 2. Điều này có nghĩa là thể thuật của Bá Tẫn tiên tuyền thể, áo nghĩa âm dương, thanh hồn đều chiếm 1 phần, áo nghĩa chữ dương chiếm 4 phần, áo nghĩa chữ nhu chiếm 2 phần. Một loại thể chất lại chiếm áo nghĩa của 6 chữ, vượt qua 6 chữ, đây là thể chất cực kỳ hiếm thấy. Chính bởi vì vậy, cũng khiến cho Bá Tẫn tiên tuyền thể tuyệt thế hiếm thấy. Khi Trần Bảo Kiều tu luyện thể chất Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng, nàng không khỏi vì đó rung động không gì sánh được. Lần đầu tiên, nàng rốt cục cảm giác được cái gì gọi là như cá gặp nước, cái gì gọi là như sơn như keo, một loại thư thái nói không hết. Huyết khí lao nhanh, toàn thân bồng bềnh như tiên, khi tiếng sấm vang lên, nàng là ở dưới vô thượng thể thuật tẩy lễ. Vào giờ khắc này, Trần Bảo Kiều hiểu rõ mình cũng không có lựa chọn sai, đây là lựa chọn trọng yếu nhất trong cuộc đời nàng. Trước đó, Bá Tẫn tiên tuyền thể một mực quấy nhiễu nàng. Trên thực tế, tư chất bản thân Trần Bảo Kiều cũng không kém, mặc dù so ra kém Lý Xương Nhan, nhưng vẫn là người nổi bật. Nhưng mà, bị thể chất vây khốn, nàng trả giá càng nhiều cố gắng mới có thu hoạch giống như người khác. Mặc dù như thế, cương liệt Trần Bảo Kiều lại một mực chăm chỉ tu hành, thậm chí là so bất luận kẻ nào đều chăm chỉ. Chính là bởi vì nàng bỏ ra vô số mồ hôi nước mắt, lúc này mới để cho nàng có được thực lực hào hùng. Hiện tại bắt đầu lại từ đầu, tu luyện vô thượng thể thuật, Trần Bảo Kiều vẫn là chăm chỉ vô cùng, để cho nàng tu hành đột nhiên tăng mạnh. Trần Bảo Kiều chăm chỉ, cố gắng của nàng,
đích thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Tựa như Lý Xương Nhan cũng không khỏi cảm khái nói, xem ra ta đều muốn cố gắng gấp bội, bằng không thì ta đều cảm thấy có áp lực. Làm thiên tài Lý Xương Nhan, nàng tu hành vẫn luôn rất cố gắng, nhưng mà thấy Trần Bảo Kiều dùng hết, Lý Xương Nhan đều tự than không bằng, cũng không khỏi vì đó bội phục. Sau khi Trần Bảo Kiều dùng vô thượng thể thuật trúc thể, Lý Thất Dạ mới truyền thụ nàng Bích Loa Tâm Pháp. Khi Trần Bảo Kiều lắng nghe Lý Thất Dạ thụ đạo, nàng lại một lần nữa rung động. Tâm pháp nhập môn bình thường được Lý Thất Dạ truyền thụ, hết thảy đều trở nên bất phàm, hóa mục nát thành thần kỳ. Lúc này nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ truyền thụ cho mình Bích Loa Tâm Pháp. Được truyền thụ xong, Trần Bảo Kiều một viên phương tâm là thật lâu không thể bình tĩnh, đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lý Thất Dạ. Nhìn thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi thật chỉ là đệ tử bình thường của Tẩy Nhan cổ phái. Sai, là thủ tịch đại đệ tử. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Trần Bảo Kiều tức giận liếc hắn một cái, nói, cái này cùng đại đệ tử bình thường có cái gì khác nhau? Nếu là cổ quốc, thủ tịch đại đệ tử còn đáng giá, đại đệ tử thủ tịch của Tẩy Nhan cổ phái cùng đệ tử bình thường không có bao nhiêu ưu thế. Tiểu nha đầu biết cái gì? Lý Thất Dạ gõ đầu của nàng một cái, nói, còn nữa, không được hạ thấp chủ nhân của mình, nếu không, cẩn thận ta thu thập ngươi, biết không? Điều này làm cho sắc mặt Trần Bảo Kiều đỏ lên, nhịn không được thở phì phò trừng mắt Lý Thất Dạ. Nàng rõ ràng lớn hơn Lý Thất Dạ, lại bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần xưng là tiểu nha đầu, đây là tức chết nàng. Vưu vật vũ mị mê người này, phong thái này làm cho tâm thần người chập chờn, để cho người ta tim đập thình thịch, mà Lý Thất Dạ chỉ cười cười, sau đó rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, Trần Bảo Kiều không khỏi vuốt chỗ bị Lý Thất Dạ gõ, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó ngẩn người. Nàng có thể nói là cành vàng lá ngọc, mị diễm vô song, bất luận là nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt, vô số tuấn kiệt vây quanh, nàng cao cao tại thượng, hôm nay lại vì Lý Thất Dạ làm thị nữ. Nhưng trong lúc vô tình, nàng lại không bài xích loại cảm giác này, cũng không bài xích loại thân phận này. Tựa hồ, ở lại bên người Lý Thất Dạ làm thị nữ, có một loại cảm giác tự do tự tại, vô ưu vô lự. Lúc này, nàng cuối cùng minh bạch Lý Xương Nhan với tư cách thiên chi kiêu nữ vì cái gì cam nguyện làm một gã kiếm thị rồi. Khi Lý Thất Dạ ở trong Tẩy Nhan cổ phái thụ đạo tu hành, cách ma bối lĩnh thịnh yến chấm dứt hơn một năm. Ở một ngày, Đại Trung Vực đột nhiên phát sinh một đại sự. Đột nhiên, trong Đại Trung Vực, một cỗ tà khí phóng lên tận trời. Tiếp theo, hào quang sáng chói chiếu sáng bầu trời, trong hào quang chìm nổi. Xuất hiện từng cỗ quan tài cổ cố định ở phía trên bầu trời, vang lên tiếng nhạc buồn, không tiếng động vui buồn, lại làm cho người ta cảm thấy bi thống. Trên bầu trời xa xôi, từng cỗ quan tài cổ đặt ngang, có tiên dân bái tế, có thánh hiền thất thanh, tràng diện vô cùng to lớn, tựa như là tiên vương qua đời, thần hoàng hạ táng. Người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, lập tức bị một màn này làm cho chấn động, mà người đã từng nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó mà vô cùng kích động. Đột nhiên biến dị, khiến cho một ít tồn tại ngủ say dưới mặt đất lập tức ngồi dậy, đột nhiên phát sinh biến dị, khiến cho rất nhiều lão quái vật áp huyết đình thọ đều nhao nhao tỉnh lại. Vào giờ khác, này, có từng tồn tại cổ xưa đều nhao nhao mở hai mắt ra, tại Thanh Huyền cổ quốc, có lão quái vật dương hai mắt lên, tựa như có thể nhìn thẳng nơi đây. Ở Chiến Thần Điện, có lão nhân phong trần rốt cục động, mở hai mắt ra, kích động không thôi, nhịn không được đứng lên, kinh động vô số môn đồ, bao nhiêu vương hầu thánh hoàng cũng vì đó mà động dung. Thậm chí là ở vùng hoang dã phương Tây xa xôi, Kiếm Thần Thánh Địa, có người sát khí tận trời từ trong quan tài cổ ngủ say của mình bò dậy. Đôi mắt như thần kiếm đâm xuyên vòm trời, đều kích động thì thào, kiếp này, có thể có người sống lại sao? Vào giờ khắc này, Thiên Đạo Viện ở Đông Bách Thành, Kỳ Trúc Sơn ở Nam Xích Địa đều nhao nhao có lão bất tử đang ngủ say, thậm chí là nằm trong quan tài bò dậy. Có người thở dài, có người kích động, có người lạnh lùng, có người hưng phấn. Đây đều là người chết trong truyền thuyết, đều là lão bất tử nằm ở trong quan tài, thậm chí là chôn dưới đất, không đến lúc diệt môn. Những lão bất tử này cũng sẽ không xuất hiện, nhưng mà hôm nay đột nhiên biến dị, nhao nhao kinh động những lão bất tử này. Đời này, có thể sáng tạo kỳ tích sao? Có thể có người sống lại sao? Có lão bất tử nhìn về phía chân trời phát sinh biến dị, nhịn không được lẩm bẩm nói. Thậm chí, có lão bất tử trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, lẩm bẩm nói,
hoặc là đây là có thể sống thêm một đời. U Minh thuyền sắp ra. Ngày thứ hai, tin tức đại trung vực, thậm chí là cả nhân hoàng giới như một cơn bão truyền ra. Tin tức đầu tiên là truyền ra ở đại trung vực. Trong một khoảng thời gian rất dài kế tiếp, tin tức này truyền khắp Bắc Uông Dương, Nam Xích Địa, Tây Hoang Dã, Đông Bách Thành. Sau một khoảng thời gian rất dài, tin tức này đã truyền khắp thiên hạ. Đại giáo cương quốc cường đại của đại trung vực, thậm chí là môn phái đế thống tiên môn là người đầu tiên nhận được tin tức. Vừa nhận được tin tức như vậy, bất luận là một đại giáo cương quốc nào, trưởng môn hoàng chủ bí phái thánh tông đều không khỏi vì đó động dung. Đặc biệt là một vài lão già sắp chết, càng là lập tức ngồi không yên, lập tức đứng lên, xúc động nói, U Minh thuyền lại muốn chạy ra rồi. U Minh thuyền ra, tin tức này làm nổ tung toàn bộ đại trung vực, tất cả môn phái đều lập tức truyền đi điên cuồng trong một tháng ngắn ngủi. Tin tức này lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi truyền khắp mỗi một góc của đại trung vực, bất luận là tu sĩ môn phái nào, thậm chí là tán tu, đều đàm luận chuyện U Minh thuyền. Ở nhân hoàng giới lưu truyền một câu ngạn ngữ, U Minh xuất, trùng sinh. Thiên lộ hiện, thần thạch khai. U Minh thuyền, tồn tại vô cùng thần bí. Ở nhân hoàng giới, bất luận tu sĩ nào, nếu nói U Minh thuyền, đều không thể không nói thiên cổ thi địa. Làm tu sĩ nhân hoàng giới, hoặc là có người cả đời đều không thấy được U Minh thuyền, nhưng trong cuộc đời luôn có thể có cơ hội vào thiên cổ thi địa. Thiên cổ thi địa, truyền thuyết vô cùng viễn cổ, một trong 12 táng địa của thế gian. Ở nhân hoàng giới mà nói, thiên cổ thi địa có ý nghĩa khác nhau. 12 nơi táng địa cũng như ý nghĩa nơi mai táng. Trên thế gian, không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu tu sĩ đều hy vọng ở một ngày chết đi có thể đem mình mai táng ở bên trong táng địa. Ít nhất, ở nhân hoàng giới mà nói, rất nhiều tu sĩ, rất nhiều người thọ nguyên đã hết, người sắp chết đều hy vọng mình có thể mai táng ở thiên cổ thi địa. Đây là nơi mai táng lý tưởng trong lòng vô số tu sĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.